Mày đóng cái cửa vào tao nhỉ? Ui ơi, không phải. Mẫu này nhớ nó còn, sao không biết giờ đâu rồi ta. Hello, em chào mọi người. Chị nào vào like chấm chấm bài lên cùng em với chị á, chấm chấm bài chia sẻ like lên giúp em nè. Trưa nay nhiều hàng đẹp lắm á chị ơi, trưa nay lại tiếp tục banh nóc hàng hot cho chị luôn. Nay về mới về cho chị một mẫu quần này đẹp chưa chị, form to đại cổ luôn, chị nhìn xem đẹp chưa, form to đại cổ luôn mà kiểu mới ra luôn này, đẹp chưa, nhức cái nách chưa các chị. Hello chị Lan Trần Thiện nha, hello chị Như Huỳnh nha. Nay mọi ngày em thấy các chị hỏi quần quần áo kiểu nhiều quá. Nay về đó chị một mẫu quần này, ui dồi ôi, siêu hot luôn các chị ơi, siêu hot luôn, đẹp chưa? Nhức cái nách luôn. Phê không? Chất đẹp lắm đó mọi người ạ. Chất siêu đẹp luôn cho em luôn. Người vào like chấm bài chia sẻ like tương tác lên giùm em với nhá. Nói chung là trưa nay là toàn hàng hot cho mọi người thôi, trưa chủ nhật là toàn là bộ là hàng hot cho mọi người. Người chia sẻ like và nhấn nút thích live stream lên giùm em nha. Xem bao giờ chia sẻ đây. Chia sẻ like lên giùm em nè, ấn hết nút thích like lên giùm em các chị ơi, chia sẻ like và ấn hết nút thích like stream lên giùm em nha. Chị nào mình chưa chia sẻ live stream thì nhấn nút chia sẻ like lên giúp em. Các em còn mấy cái vỉ kẹp cho bé em tặng trước 0 đồng trước các chị ơi. Tặng quà 0 đồng nha, chị nào muốn nhận quà thì chia sẻ like và đếm tặng quà 0 đồng cho mọi người nè. À quên, nay em về cho chị cả một cái mẫu này mọi người này, nên về cả một mẫu này này. Nay về một cái cho các chị một cái mẫu dài tay rất là đẹp luôn mọi người ạ. Về một cái mẫu dài tay kiểu mới này. Mấy mẫu luôn ạ. Chúng là trưa nay toàn hàng đẹp không. Đấy chị nhìn cho em là ui giời ơi. Nè, mới nha mọi nha, mới nha. Ó đẹp chưa? Hình con bò rất là xinh luôn, kiểu pyjama cho em mà form lần này là lần này em về cho mọi người form nó nhỏ hơn cái lần trước, tại vì lần trước form to quá nhiều chị không chốt được. Lần này về form nó chị nhỏ hơn một xíu. Đẹp chưa? Form này là form này khoảng chừng 20 cân đổ lên nữa chị ạ, 20 cân đổ lên. Của em sao chị, hồi nãy em nói á, nhân viên chốt đơn thì em đâu có chốt đơn đâu chị ơi. Em đâu có chốt đơn đâu, nhân viên chốt đơn thì em không chốt nha. Có gì mà thắc mắc á thì các chị nhắn tin vào phần tin nhắn đi để nhân viên giải quyết cho. Em lên live em không giải quyết đơn nha. Em lên trên live chỉ có live chứ không có giải quyết đơn đâu. Đấy chị nhìn cho em nè, ui giời trời đẹp dã man luôn, nhìn cho em nè. Hồi hôm bữa em về cho mọi người cái form kia, nó là form từ 28 cân đổ lên đến 35 cân đổ lại. Nhiều chị bảo là form to quá chị mua không được, hôm nay về bổ sung cho chị thêm một cái form nhỡ nhỡ này. Mà hàng đẹp nó mọi người, chất siêu siêu đẹp luôn ạ này. Đẹp không? Form này là có form cái này em nghĩ là từ 20 cân đổ lên cho đến 20 cho đến 27 cân đổ lại. Mẫu này là 20 đến 27 cân đổ lại. Còn mẫu kia là từ 28 cân đến 35 cân em bao vừa. Hôm nay là bắt từ size nhỏ đến size lớn luôn, nên này quần jean áo kiểu. Hả? Báo gì? Rồi em tặng quà không đồng trước nha, em tặng quà không đồng trước cho mọi người đã. Đầu tiên là ba set này, mỗi chị một set cho em với giá là 0 đồng. Chị nào không chia sẻ livestream thì không có quà không đồng đâu mọi người ạ. Không chia sẻ livestream nó không có quà không đồng đâu. Mọi người chia sẻ livestream và nhấn hết nút thích like lên giùm em. Ba set này đầu tiên em sẽ tặng cho mỗi bé một set cho em với giá là 0 đồng nhá. Không phải tặng ba set này đâu mà em tặng rất là nhiều quà đầu like luôn. Em tặng quà đầu like cho mọi người rất là nhiều luôn, tặng 0 đồng này. U là trời xinh quá chị ơi. Xinh quá. Nhìn nó yêu quá trời yêu luôn. Nhìn nó yêu quá trời yêu luôn, không đồng nhá.
cái nào mà ấy thì bỏ chung nhau. Cái này là 3 set đầu like cho mỗi chị một set với giá là 0 đồng này. Cái này chị lên comment dùm em là mã quà đầu like 0 đồng cho em nhé. Cho 3 chị trước đi, mỗi chị một sản phẩm cho em với giá là 0 đồng. Comment là quà đầu like 0 đồng, không chia sẻ live stream không chốt cho mọi người ạ. Nên đến view chậm nhỉ, ui giời, mãi chả lên được 60 người xem luôn. Mãi chưa lên được người xem luôn. Comment dùm em là quà đầu like 0 đồng, mọi người chia sẻ like và nhấn nút thích like lên dùm em các chị ơi. Em thấy tương tác kém mà lượt chia sẻ nó quá thấp luôn. Comment là quà đầu like 0 đồng này. Em nhìn chị nào chia sẻ live stream em chốt nha. Ok, chị Nguyễn Kỳ có quà đầu like 0 đồng này. Chị Nguyễn Kỳ có quà đầu like 0 đồng này. Ok này. Cho chị Thùy Dương có quà đầu like 0 đồng cho chị Thùy Dương này. Thùy Dương có quà đầu like 0 đồng này. Một chị nữa lên comment dùm em là quà đầu like 0 đồng nha. Cho chị Kiều Vi quà đầu like 0 đồng rồi. Ok này. Ba chị này có quà 0 đồng này này. Ba chị này có quà không đồng cho ba chị rồi nhá. Quà không đồng kèm đơn dùm em mọi người nhá. Ba chị này có quà cầu đầu nạ, đầu like không đồng này. Rồi tiếp tục tặng không đồng tiếp. Rồi tiếp tục tặng tiếp nhá. Anh hất cái kia xuống cái nó bị ấy lên, hất xuống cái. Ui dồi ôi các chị ơi, view thấp quá mọi người ạ. View thấp không tặng nữa đâu. Có 51 người xem like tặng gì. Ôi view này không lên này, còn bị tụt view này thì like kiểu gì đấy hả các chị ơi. View không lên được các chị ơi, không lên em không có tặng đâu. Khi nào mà lên cho em 100 người xem mới tặng quà không đồng tiếp, còn không lên người xem không có tặng nữa nhá. View thấp quá không thể tặng quà không đồng được nữa chị ạ. View thấp quá thì thấp luôn mọi người, view thấp quá thì thấp luôn nên không tặng nữa nhá. Khi nào có chị lên view nữa thì em tặng. Em giữ đơn ngày hôm qua được không nhà, em không có chế độ giữ đơn và dồn đơn gì nhá. Đừng chị nào hỏi em là có giữ đơn hay dồn đơn không. Không bao giờ giữ đơn một ai hết. Em không bao giờ giữ đơn của một ai hết luôn. Đơn ngày nào đi đơn ngày đấy. Em nói rất là rõ ràng luôn, và không bao giờ giữ đơn và không bao giờ dồn đơn. Chị seri nào ấy, chị đã chia sẻ livestream nhưng mà không đồng chị ơi. Chưa có chia sẻ livestream mà không đồng gì mà không đồng chị. Có chia sẻ livestream nhưng mà có quà không đồng. Em ở Tân Thạnh Đông Củ Chi chị ơi, em ở Tân Thạnh Đông Củ Chi nhá. Rồi bắt đầu lên hàng cho mọi người này. View thấp quăng tặng nổ nữa chị ạ. Không có chia sẻ livestream gì hết luôn. Rồi bắt đầu lên hàng cho mọi người nha, và lên bán cho mọi người nào gọi như là vừa bán vừa tặng cho mọi người thôi. Giá bán tương tác đầu like cho mọi người. Khi nào mà lên view thì em tặng tiếp, còn không lên view thì em không có tặng nữa mọi người. Trưa nay view buồn quá, chả lên được nổi view luôn. Trưa nay view buồn quá, 50 mấy người xem lẹt đẹt quá đó chị ạ. Khi mà live chủ nhật, trưa chủ nhật nó lên 100 mấy người xem, nay lên được hôm nay mà được chưa được 1/3 so với mọi khi em live luôn á. Rồi lên mã hàng này cho mọi người nhá. Nhớ là các chị tương tác bài lên dùm em. Chia sẻ live stream lên dùm em. Chị nào không chia sẻ live stream cũng không được mua hàng với giá này, tiền này luôn á. Đẹp dã man luôn cho em luôn. Mẫu này cho em là mẫu mới kiểu mới luôn mà nhá. Mẫu mới kiểu mới luôn. Form này dành cho bé từ 10 cân đổ lên cho em. Sao cái màn hình nó hơi bị tối nhỉ. Mình còn một đơn nữa sao chưa thấy vậy. Chắc là mới chị Trâm Bích ạ. Chắc là mới nên là chưa thấy đấy. View buồn quá các chị ơi. View buồn này không biết có like nổi không. Năm mấy người xem này không biết có like nổi không. Cái này là dành cho bé từ 10 cân đổ lên cho đến 14 cân đổ lại mặc đẹp nhá. Nếu mà bé nào gọn gọn rồi thì 15 cân đi. 10 đến 15 cân đổ lại em bao vừa. Hàng này em bán xong rồi là 55.000 đồng một bộ, đã quá rẻ lên rồi. Và các chị biết thừa là hàng này chưa bao giờ em bán dưới giá 55.000. Chưa bao giờ em bán dưới giá là 55.000. Cái này 10 cân mặc hơi rộng đó chị ơi. Em xem là cái này nó có size nhỏ hơn nữa không. Em xem là có size 10 cân không. Mẫu này có ít thôi, không có nhiều đâu. Vừa bán vừa tặng đầu kỷ niệm đầu like cho mọi người. Cái này chị chốt từ 10 cân đổ lên cũng được để mà nhìn cho em này. 10 cân cho đến 15 cân nhá, 10 đến 15 cân thôi. Em xem form nữa. Xem cái size to nhất xem là bao nhiêu. Chất thì nó đẹp lắm mọi người. 10 15 cân mọi người, các chị cứ chốt 10 15 cân đổ lại cho chắc ăn. Cái này chị sẽ lên đơn cho mã C1 và kèm cân nặng lên dùm em. 55.000 đồng một bộ đã quá rẻ lắm rồi. Và em tặng mỗi chị một bộ đầu lại 35.000 đồng một bộ nhá. 35.000 đồng một bộ dùm em, nhìn cho em này. Vải lụa toàn bộ luôn, giá chị áp dụng trên like thôi. Xuống like là không có giá 35.000 đâu. Vì em đang bán cho chị là giá này là giá lỗ tặng đầu like đấy. Mọi người lên comment là C1 kèm cân nặng 35.000 đồng một bộ dùm em nhá. Mà 10-15 cân thôi mọi người, 10-15 cân thôi nhá. Form này nó không được lớn lắm.
Đó, chị nào mình lấy C1 chốt C1 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị nào đang xem live mình chấm chấm bài lên dùm em các chị ơi. Chấm chấm bài tương tác lên dùm em cái. Em thấy các chị cứ ngồi im chẳng ai tương tác bài luôn á. View thì nó đã không lên rồi, mọi người cố gắng mọi người tương tác lên dùm em với nhá. Mình bóc đến 3 bộ luôn trời. C1 và kèm cân nặng dùm em 35.000 đồng một bộ. C1 này. C1 15 cân dậy châm bích một bộ này, 35.000 đồng một bộ nhá. Tương tác bài lên dùm em. Châm bích một bộ này. 13 cân C1 ok chị Thùy Dương một bộ 13 cân. Đẹp quá. À. Chất lụa đẹp cực kỳ đẹp luôn á, 55.000 một bộ tặng luôn 35.000 đồng một bộ đầu like cho mọi người. Chị Thùy Dương có C1 này, ok Thùy Dương có C1 này. C1. Rồi ok chị Bình Thu có hai bộ 11 cân ok chị nha. Bình Thu có hai bộ chị Bình Thu này, chất đẹp lắm mọi người. Hai bộ em cho hai màu khác nhau, một bộ là một màu bất kỳ. Chấm chấm lên dùm em nào các chị ơi. Bình Thu có hai bộ C1 này, có đồ 45 cân thì Nguyễn Thùy Linh ơi, có nhá. Rồi chị nào đấy C1 comment là C1 và kèm cân nặng lên dùm em. Các chị thấy bán bộ đồ 35.000 nó đang chưa lên được comment luôn. Em bán cho mọi người kỷ niệm là 35.000 đồng một bộ đang chưa lên comment. Và chất vải lụa đẹp luôn mọi người, siêu siêu đẹp cho mọi người luôn. Chị nào đấy C1 chốt C1 và kèm cân nặng lên dùm em là được nhá. Đẹp quá, nhức nách chưa chị ơi. À, bộ lập thể em có 35 cân đấy chị gấu con ơi, có lập thể 35 cân luôn chị ạ. Có nhá. Rồi C1 và kèm cân nặng lên dùm em 35.000 đồng một bộ, giá chị áp dụng trên live đi mọi người ơi. Đúng live là không có cái giá này đâu. Này có quần jean áo kiểu mới về hàng đẹp lắm mọi người ơi. Quần jean áo kiểu mới về hàng rất là đẹp luôn. Siêu siêu đẹp luôn, lên cho chị một mã quần trước đi các chị ơi. Em lên cho mọi người một mã quần trước nha. Quần này này em không có nhiều đâu, nói chung là chị nào không mua thì là chỉ có tiếc thôi cho em mọi người ạ. Không mua là chỉ có tiếc thôi. Và cái mẫu này em sẽ có từ size nhỏ cho đến size lớn nhá, quần xịn cực kỳ luôn mọi người ạ. Hàng này bao cho chị hàng bán shop luôn. Đẹp vô cùng đẹp luôn, nhìn cho em này đẹp chưa? Nhức cái nách chưa chị ơi? Cái này cho em sẽ là size nhỏ nhá. Để em xem là ủ đẹp thế nhỉ. Ồ các chị nhìn cho em cái quần này yêu chưa? Yêu chưa? Bán quần trước thì bán nó kiểu sau nhá, có túi luôn này mọi người, nhìn cho em đẹp chưa? Chất của nó đẹp lắm luôn đó. Em biết miêu tả là chất gì mà đẹp vô cùng đẹp luôn này. Đây là size nhỏ này. Size nhỏ nó sẽ bắt size từ 10 cân đổ lên cho em. Ủa đẹp thế. Trời ơi các chị ơi, mê mẩn mẩn mê luôn, nhìn cho em này. Từ 10 cân đổ lên cho em nhé. Để em xem là size lớn nhất của nó bao nhiêu cân. Đẹp thế. Đẹp quá các chị ơi. Ôi, sao cái này nó toàn số 1 là số 1 không vậy trời. Cái này nó có bỏ lộn size cho mình không mà sao toàn số 1 là số 1 không vậy trời. Ba cái số 1 luôn. À 123 này. Để em tư vấn cho mọi người nhá. Cái nếu mà các chị mà lấy size mà dưới 20 cân đổ lại nhá. Dưới 20 cân đổ lại thì em sẽ lấy cho mọi người là cái mẫu này đây ạ. Nếu mà dưới 20 cân đổ lại em sẽ lấy mẫu này. Và nếu mà các chị trên 20 cân thì em sẽ lấy cho mọi người là mẫu này nhá. Đó nên là hai cái kiểu nó hơi bị khác nhau, nó không có giống nhau lắm đâu mọi người. Đây nhìn cho em này, đẹp chưa? Trời đất ơi các chị nhìn cho em này, quần toàn bộ là quần có túi, ủ đẹp thế nhỉ. Trời ơi các chị ơi, nhìn cho em này, chất xịn cực kỳ, có logo luôn này, mọi người nhìn cho em này. Để em xem size đó mọi người ạ. Mà nó nhiều màu, nó phải là một màu đâu chị. Cái này em sẽ bao size cho bé, nói chung là 10 cân mà nó có nhiều màu nha. Từ 10 cân đổ lên cho đến khoảng chừng là có giãn 30 cân đổ lại mọi người ơi, 10 đến 30 cân đổ lại em bao vừa nhá. U là trời, xinh dã man đó các chị ơi. Chị Chi Trần ơi, không giữ đơn, không dồn đơn chị ơi, không bao giờ được dồn đơn với like khác nha. Đơn ngày nào đi đơn hoàn toàn like đấy. Đây cho chị xem vài màu này. Em cho là xem vài màu này. Nói chung là nó có nhiều màu cho em. Mà các chị không chọn màu giúp em cái nhá. Tại vì cái này em chốt theo là chốt theo cân nặng thôi. Ủa các chị nhìn cho em là ủ là trời, đẹp dã man luôn cho em. Mọi người nhìn cho em này, 30 cân đổ lại em bao vừa. Nếu mà bé nào gọn gọn người thì em nghĩ là 32 cân cũng vẫn vừa luôn cho em luôn. Cái này chị lên comment giúp em mà Q1 và kèm cân nặng lên giùm em nhá. Anh ơi vào chị Ni La Lệ. Chị cọc tiền nạp luôn xem nào. Cái này mọi người lên comment rồi là Q1 và kèm cân nặng. Nó cái giá ra các chị hết hồn luôn. 40.000 đồng một quần dùm em tặng luôn cho chị, giá là 40.000 đồng một quần. Đúng là em bán dịm quần này là 49.000 đấy. Đúng là bán 49.000 đấy. Từ 10 đến 30 cân em bao vừa Q1 tặng luôn 40.000 đồng một quần cho mọi người. Để chị nhìn cho em này. Hàng hot như thế này, đẹp như thế này luôn mà tặng luôn 40.000 một quần cho sướng luôn, đẹp chưa? Trời ơi cái chất của nó xấu cho trả lại luôn. Xấu cho mọi người trả lại luôn. Mua bữa nay có dồn đơn ngày hôm qua không chị ơi? Không có chế độ dồn đơn chị ơi. Q1 cho chị rượu cherry này, hai cái em cho hai kiểu, một cái một kiểu.
Mà nói thật luôn là các chị lên mua vài cái về cho con và mặc đẹp, có 40.000 một cái. Thì tí em lên này áo kiểu luôn. Chị Diệu Cherry một cái Q1, ok Diệu Cherry này. Q1 hai quần cho chị Kiều Vi này. Trời ơi nó đẹp các chị ơi, 28 cân Diệu Kiều Vi hai cái, xinh dã man, có ít không có nhiều đâu. 40.000 đồng một cái thôi. Nó khó, nó không thuận tay, nó khó vất quá. Chị Kiều Vi này ngồi lấp lửng, em không biết ngồi vất chỗ nào luôn á. Chị Kiều Vi có này. Q1 ok chị Hà Ngọc 30 cân này. Ủa này đẹp lắm luôn các chị ơi, nhìn cho em này. Chất của nó xịn, cực kỳ xịn đó mọi người ơi. Chất của nó xịn lắm luôn á. Q1 cho chị Hà Ngọc một cái này. Ok chị Hà Ngọc một cái này. Q1 30 cân bé không thích đỏ. Ok chị Nhã Uyên không thích đỏ để cho màu khác luôn. Không thích đỏ để cho màu khác. Cái này em nghĩ là 32 cân cũng vẫn vừa đấy mọi người. Thì form em thấy nó to lắm luôn á. 32 cân cũng vẫn vừa luôn á. Ủa chất đẹp thế nhỉ. Trời ơi chất của nó sờ mẩn mê mê mẩn luôn đó chị ạ. Anh nhìn xem này. Form to luôn mọi người, form to luôn này. Bé không thích đỏ thì lấy màu khác. Nó có cả hình con bò này nha các chị nha. Đây này có cả hình con bò luôn này. Cả hình con bò này siêu xinh luôn. Chị Nhã Uyên này một cái Q1. Đây hai cái này. Q1 và kèm cân nặng lên dùm em nha. Có lên áo lẻ chưa? Có lên áo lẻ. Đây mọi nhìn cho em đẹp chưa? Nó có logo hết luôn. Toàn bộ là có logo. Mà chất vải là siêu xịn luôn cho em. Nhìn cho em này. Chị nào lấy Q1 chốt Q1 nha. Có size từ 10 đến 30 cân đổ lại em bao vừa cho mọi người. 10 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa cho mọi người. Mà rất là nhiều kiểu luôn. Cứ hai cái là hai kiểu mà một cái là một kiểu bất kỳ luôn. Lên comment dùm em là mà Q1 và kèm cân nặng lên dùm em. Sao cái này nó lại bị cái màu màu ở đằng sau ta? Cái này cho vào hàng lỗi đi. Bị dính dính cái màu màu ở đằng sau. Chị nào lấy Q1 chốt Q1 và kèm cân nặng lên dùm em là được nhá. Q1 kèm cân nặng. Ui dồi ôi, các chị chấm bài tương tác lên dùm em với mọi người đùa và chả lên được comment luôn á. Chả có lên được comment luôn á chị ơi. 80 người xem live chả có cái comment nào luôn. Q1 3 cái 27 cân ok chị Hà Võ này, không lấy đỏ này. Màu đỏ đẹp mà. Một cái này. Hai cái này. Màu đỏ đẹp mà các chị. Ba cái ok chị Hào Võ có ba cái, có 40.000 một cái mà chất xịn lắm. Hào Võ có ba cái chị Hào Võ này. Nó từ 10 cân đổ lên nha. Hai quần 22 cân chị Nguyễn Ngọc Thảo có này. Khách mới kèm cái số điện thoại lên trên live luôn dùm em đi mọi người ơi. Khách mới kèm số điện thoại lên trên live luôn dùm em nhá. Chị Nguyễn Ngọc Thảo kèm số điện thoại dùm em. Nguyễn Ngọc Thảo có hai quần Q1 này. Ô, chị nào đấy Q1 comment là Q1 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. 40.000 đồng một quần cho em thôi. 40.000 đồng một quần Q1 kèm cân nặng lên dùm em. Tem mác đầy đủ luôn mọi người ạ. Đẹp nhất cái nách luôn. Mọi người đang xem live ở chấm bài và tương tác bài lên giúp em với mọi người. Chấm bài tương tác lên dùm em với nhá. Q1 kèm cân nặng. Lên mã tiếp theo đi. In comment kìa. Lên cho chị mã tiếp theo. Lên cái gì được đây biết nữa. Thấy nó không lên comment. Biết lên cái gì luôn. Còn mấy bộ beo đứa nốt lên anh ơi. Không có lập thể mẹ bé đâu chị ơi. Không có lập thể mẹ bé đâu. Lập thể mẹ bé em không có may nữa chị ạ. Rồi nên mã này cho mọi người nha. Mã này em còn có mấy bộ thôi mọi người ơi. Cái này là hôm qua là làm gì còn bộ nào. Toàn là những thành phần là mua hàng địa chỉ không có. Đơn một xong bắt đầu là hả phải xả ra bán đi bán lại. Mệt cả người đúng không chị ơi. Hàng thì chả có mà bán luôn. Cái này chị lên comment dùm em là mã C2 và kèm cân nặng 55.000 đồng một bộ dùm em nhá. 30 cân đổ lại em bao vừa cho mọi người. 30 cân đổ lại em bao vừa. Các chị comment dùm em là mã C2 và kèm cân nặng lên dùm em. Giá là 55.000 một bộ nhá. Còn mấy bộ thôi. Nó có màu beo này. Có màu vàng beo này. Này em không chọn màu nữa, chốt theo cân nặng thôi. 20 cân cho đến 30 cân em bao vừa. Coi cho comment dưới là C2 55k một bộ nhá. C2 55.000 kèm cân nặng lên dùm em. Không chị Lê Xí Muội ơi, 35 cân không có mẫu nào 35 cân hết rồi chị ơi. Mẫu nào mà thằng Tết mà 35 cân hết rồi. Chị nào lấy C2 chốt C2 nha. Kèm cân nặng lên dùm em. C2 2 bộ 30 cân chị Tuyết Vi Phạm.
Tuyết vi phạm mới được có bộ chị ơi, hàng này hàng lẻ sai hết hàng. Chị Tuyết vi phạm được có một bộ thôi nhá. 20 cân dậy Quyên Nguyễn là ok chị. Hết 30 cân các chị ơi. Quyên Nguyễn có C2 này. 23 cân dậy Phương Linh này. Phương Linh có đấy, Phương Linh này. Em hết 30 cân rồi chị ơi, hết 30 cân rồi, tại vì cái hàng này nó hàng lẻ sai chị ơi. Có những người mà đơn một em xả ra đấy hết rồi chị ơi, cái này còn còn 26 cân đổ lại nhá, còn 20 đến 26 cân đổ lại thôi. C2 và kèm cân nặng 55.000 đồng bộ dùm em. C2 này. C2 chị Nguyễn Thúy Nguyên một bộ C2 26 cân. Em có đồ mẹ và bé nhưng mà nó là lẻ của mẹ và lẻ của bé chứ em không có chung gì nhá, lẻ của mẹ riêng mà của bé riêng. C2 và kèm cân nặng lên dùm em 55.000 đồng một bộ dùm em á, chị nào lấy chốt C2. Đẹp lắm luôn. Rồi em lên cho chị một cái mẫu hàng hàng kia nhá. Em lên cho chị một mã hàng size thay nhỡ nhỡ mới về nhá. Đây, lên chị một mã hàng em mới giới thiệu đầu like cho mọi người này. Nói chung là cái mẫu này thì em không có nhiều đâu mọi người ơi, em không có nhiều đâu. Chị nào mình lấy thì mình tranh thủ mình hốt thôi chứ em cũng không có nhiều nhá. Form đẹp, hàng đẹp luôn. Đây đây cho chị xem mẫu này. Hàng này nó là hàng chất lụa pha đũi mọi người ơi. Nhìn chị Nguyễn Thúy Ngân vừa được bộ dao beo màu gì này. Nguyễn Thúy Ngân nó chỉ được bộ dao beo màu gì rồi. Đây. Nguyễn Thúy Nguyên đúng không? Đây em lên mã này cho mọi người nha. Hàng này mà các chị suốt ngày cho chị hỏi em đấy. Các chị bảo em là tại sao mà không có size nhỏ mà chỉ có size lớn đấy. Mà em nói trước cho mọi người luôn là hàng này hàng bao đẹp cho mọi người luôn. Chất của nó siêu phê luôn cho mọi người. Không phải là giống mấy cái chất vớ va vớ vẩn em bán cho mọi người đâu. Hàng này của em là chuẩn hàng đẹp cho mọi người và chuẩn hàng cao cấp, chất mềm, chất đẹp cho mọi người. Em sẽ bao size bé từ 20 cân đổ lên nhá. Tí nữa size lớn hơn thì em sẽ lên sau, tại vì hôm nay về một cái size lớn hơn hàng cũng đẹp lắm luôn á. 20 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 27 cân đổ lại mặc đẹp cho em. 20 đến 27 cân đổ lại mặc đẹp. Cái này chị sẽ lên comment rất là mã C3 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. C3 và kèm cân nặng. Hàng này thị trường đang bán chị giá là 180.000 đồng một bộ. Và cái mã này bữa ngày hôm nay em kỷ niệm cho chị, đúng là này em bán chị 69.000 đã quá rẻ rồi, nhưng mà form này nó nhỏ hơn một xíu. Em tặng cho chị giá là 65.000 đồng một bộ nha, mà em không có nhiều đâu. 65.000 đồng một bộ dù em có chị nhìn ra cái cổ nó toàn bộ được may viền hết toàn bộ luôn. Cái này mọi người lên comment rồi mã C3 và kèm cân nặng lên dùm em nhá, 65k cho mọi người thôi. Em tặng mọi người là 65.000 bao giá và bao chất cho mọi người luôn. Nhận hàng cho chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nhá. 28 cân em hết rồi chị Tâm Phan, nên chỉ còn 26 cân đổ lại thôi chị ơi. 28 cân em hết rồi chị ạ. C3 23 cân ok chị Quyên Nguyên này. Quyên Nguyên có C3 này. 65.000 đồng một bộ dùm em, các chị nhìn hàng cho em này. Không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. Bình thường hàng này bán 69.000 đang không có hàng mà bán các chị ạ. Bình thường em bán 69.000 đang không có hàng mà bán luôn. Quyên Nguyên một bộ C3 ok chị Quyên Nguyên 65.000 này. Đồ ngủ bé gái chứ cái này là cái gì chị ơi, đang lên này này, con đang lên mà các chị lại hỏi không biết hỏi trả lời gì luôn á. Em chả biết cái này đồ ngủ mặc ở đồ nhà chứ chả biết các chị biết đồ ngủ cho con là đồ mà ngủ gì. Mà đồ này mặc ngủ cho con được mà ở nhà mặc đi chơi cũng được luôn. C3 kèm cân nặng 65.000 đồng một bộ cho mọi người. Trinh Huyền một bộ C3 ok chị Trinh Huyền này. Chắc nó đẹp lắm luôn, hình cho em hình bò sữa chị nhìn cho em này. Này chúng ta kém quá không lên được một comment. Không có dồn đơn chị ơi, không có chế độ dồn đơn đâu chị ơi. Hàng tí bưu điện đến lấy thôi chứ không có dồn đơn đâu mọi người. Đi đơn hoàn toàn riêng nhá, không có giữ đơn và không dồn đơn. C3 và kèm cân nặng lên dùm em 65.000 đồng một bộ dùm em. Chị nào lấy thì chốt. C3 và kèm cân nặng da beo, chị nào lấy da beo chốt C2 dùm em nhá. Chị nào lấy da beo các chị chốt dùm em là C2 và kèm cân nặng lên dùm em là được. Lên comment. Lên comment nổi. C3 và kèm cân nặng lên dùm em, chị nói C3 chốt C3 dùm em nhá. Chị Tâm Phan này, nếu mà 28 cân thì em lên cái mẫu 28 cân cho chị chốt, chứ còn mẫu này 28 cân thì nó không được rộng rãi bằng cái mã kia. Tí mà 28 cân thì em lên mã kia cho chị ơi. Rồi mã này dùm em nhé, lên cho chị một cái mã này này mọi người này. Cái mẫu này là em mới về thêm đâu chị. Nên là về thêm chuyến cuối là hết nhá. Size từ 20 cân cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa cho mọi người. Mỗi chị mình quay ra cho em xin một nút chia sẻ đấy mọi người ơi. Người chia sẻ livestream và nhấn hết nút thích like lên dù mẹ em thấy tương tác nó kém quá đi thôi. Chả có lên được comment có miếc gì hết luôn. Hàng thì bán cho chị toàn hàng hot mà giá rẻ luôn mà không lên được comment luôn ạ. C3 cho chị Thúy Hàng Thúy này. Hai bộ 23 cân ok này. Đưa lại dùng cái cọc vừa rồi đi. Cọc nào cọc nguyên đấy.
Ok, Thúy Hằng, Thúy hai bộ này. Tính ra các chị mua 3 bộ nhà em, chỉ bằng các chị ra ngoài các chị mua được có một bộ thôi mọi người. Hàng này chất của nó đẹp lắm luôn ạ. Thúy Hằng, Thúy có 2 bộ này. C325 cân 2 bộ cho Kim Thị Trang. Ok, Kim Thị Trang có này. Đây. Kim Thị Trang có 2 bộ C3 này. Nhận đồ rồi đúng không? Ok chị Loan Trương nhé, nhận đồ rồi đúng không? Rồi mã này chị lên comment là C4 và kèm cân nặng lên dùm em này mọi người ơi. Cái mẫu này em về thêm đâu chị thôi, chứ hàng này em hết hàng rồi, không có còn hàng luôn ạ. Về thêm một ít nữa cho mọi người. Chị nào này C3 C4 comment là C4 kèm cân nặng dùm em. 20 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại, em bao vừa cho mọi người nhìn xem đẹp chưa. C4 em gửi tặng cho chị giá là 55.000 đồng một bộ luôn nha, chất lụa toàn bộ cho em luôn. Chị nào này C4 chốt C4 và kèm cân nặng dùm em, 55k một bộ cho mọi người. Nói chung chất của nó đẹp lắm mọi người, không cần phải nghĩ về chất cho em, nó chất siêu đẹp luôn. Chị nào này C4 comment là C4 và kèm cân nặng lên dùm em. C4 nha mọi người nha. C4 30 cân chạy Trần Tuyền. 55.000 một bộ thôi. Trần Tuyền một bộ C4 28 cân chạy Tâm Phan không giấu này. Tâm Phan không giấu lên số điện thoại dùm em, địa chỉ nhắn tin ở phần tin nhắn. Chị Quyên Nguyễn có 25 cân chạy Quyên Nguyễn này. Quyên Nguyễn có 25 cân này. Chị Tuyết Vi Phạm một bộ 30 cân chạy Tuyết Vi Phạm này. Vi Phạm có này. Trần Tuyền, nhìn xem chị Trần Tuyền vừa được màu gì đây. Chắc là chưa có màu này đâu. Trần Tuyền á. Này cho thêm bộ này là 2 này. Ok chị Huy Trần có 2 bộ Huy Trần. Huy Trần có 2 bộ này. 25 cân này Út Nguyễn này. Út Nguyễn có 25 cân này. C4 không có 35 cân chị ạ. C4 lại Thanh Hiếu 30 cân này. Thanh Hiếu có 30 cân này. Thanh Hiếu có này. Thêm một bộ C4 28 cân này. Chị Tâm Phan xem chị được màu nào này. Tâm Phan á. Các chị nhớ để ý từ mã sau dùm em. Mọi người lấy bao nhiêu mọi người comment từ đầu để nó đỡ bị lộn nha. Các chị lấy ngay từ đầu tiên thôi mọi người cho nó không bị lộn. Các chị comment ngay từ đầu tiên đi để nó không bị lộn màu, mà lấy cũng dễ lấy cơ. Chị Nguyễn Sự này vào danh sách cảnh báo nha. Em chốt cho chị lần này chị chắc chắn đi đơn dùm em nhá. Để em xem là sao chị vào danh sách cảnh báo đây. Chị Nguyễn Sự này chị đã mua hàng một đơn 140.000 nhưng không cho địa chỉ chị ơi. Chị Nguyễn Sự này vào nhắn luôn địa chỉ dùm em. Đây này, đã mua hàng một đơn là 140.000 không cho địa chỉ thì chắc gọi điện cũng không nghe máy luôn. Chị Nguyễn Sự này lên địa chỉ số điện thoại luôn dùm em đi chị ơi. Cái gì ngoài kia kìa. Hai bộ này. Ba bộ này. Nguyễn Sự có 4 bộ tại Nguyễn Sự này. Nguyễn Sự lên số điện thoại địa chỉ luôn dùm em nha. Đã vào cảnh báo đây là này, em chốt thử cho chị xem là như nào. Chị Liêu Nguyễn không có 35 cân đâu chị ơi. C2 một bộ 24 cân. C2 là cái gì chị Ngân Lê? Ok chị Ngân Lê 2 bộ này. Chị Ngân Lê có 2 bộ chị Ngân Lê này.
C425 với 30 cân dạy Hiền Huỳnh này. Hiền Huỳnh có này. Rồi ok chị Nguyễn Thành, Nguyễn Sự nha, ok chị. Rồi chị nào lấy C4 nữa, các chị comment là C4 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. C4 và kèm cân nặng lên dùm em, giá kỷ niệm mà là 55.000 một bộ cho em. Hàng này em bao chất và bao giá cho mọi người luôn, đẹp lắm luôn ạ. Em dơ lại cho chị xem màu một lần nữa đem qua mẫu nhá, dơ lại một lần nữa đem qua mẫu. Hàng này mà nó thật luôn, các chị không mua thì đúng là quá tiếc rồi, mọi người nhìn cho em này. Cái mẫu này em có bán rồi nhưng mà tại em về thêm một chuyến cuối này nó là hết hàng rồi mọi người, đẹp lắm luôn ạ. Có lên áo lẻ, đợi em lên áo lẻ cho chị ơi, giờ em lên áo lẻ nhá. Có đồ bé trai chứ, em có đồ bé trai nhá. C4 và kèm cân nặng lên dùm em, nhìn cho em đẹp nhất cái nách luôn. 55.000 là một bộ dùm em thôi, 55.000 nhá. Chị nào mình lấy C4 mình chốt từ năm mã C4 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị Ngọc Thảo kia lâu quá không nhận hàng kìa, mấy cái đơn anh chụp qua nhóm lên dùm em đi. Cho bên nhóm bưu điện đây. C4 và kèm cân nặng lên dùm em, anh cứ đợi em giải quyết làm sao nhớ để giải quyết. Giống như cái đơn bạn hôm bữa anh nói em rồi, em quên em có chưa ấy, chắc lại hàng chuẩn bị hoàn về rồi. Khi em lại người ta hỏi mình nhớ thì mình cho vào luôn đi. Một cái nhóm mà nó rõ ràng như thế này, mà không biết nhóm này. Em thấy nó rõ ràng từng nhóm một luôn. Rồi mã này dùm em ở lên áo kiểu cho chị nhá. Không có 35 cân đâu chị Lưu Nguyễn ơi, làm gì có 35 cân chị. Đồ em đi chưa? Nhà em không giữ đơn, không dồn đơn chị ơi, đi đơn hoàn toàn chị nhá, không có giữ đơn nhá. Chị Hiền Thị có C4 20 cân, đi đơn hoàn toàn riêng chị ơi, không giữ đơn, không dồn đơn nhá. Đơn này ngày mai mới chốt đơn các chị ơi. Đơn này ngày mai mới chốt đơn nhá, không dồn nhá. Chị Hiền Thị này. Hiền Thị có C4 này. C4 25 cân 3 bộ. Ok chị Mimi có 3 bộ 25 cân C4 này. Mimi có 3 bộ này. Hai bộ trang nhau khác một tí nào luôn trời, may quá. 3 màu, Mimi có 3 màu này. Chị nào mà được em đọc tên thì mọi người nhớ nhắn tin địa chỉ vào phần tin nhắn giúp em nhá, nhà em gọi điện chốt đơn cho mọi người thôi. Chị Mimi có 3 bộ chạy Mimi này. C4 có 30 cân đấy chị Yến Lê, em có quần chip chị nhá. C4 3 bộ 28 cân đúng không? Ok, Nhân Nguyễn 3 bộ 28 cân này. 3 bộ 28 cân thì Nhân Nguyễn này. Thích thì nó khác, mà nó không thích thì nó báo không thành công. 3 bộ 28 cân này. Trang mua cục tân trung đây. Chị Nhân Nguyễn này có 3 này. Ok, chị Nhân Nguyễn có. Nhân Nguyễn lên số điện thoại dùm em đi. Khách mới chị kèm cái số điện thoại bên cạnh đi dùm em đi mọi người. Khách mới kèm cái số điện thoại bên cạnh dùm em luôn ha. Lập thể đùi còn không? Em còn thì Huy Trần, em còn nha. Ok này. Lên size lớn đi em, ok chị nhá. Rồi chị nào lấy chốt dùm em ha. Chị nào mình lấy C4 mình chốt rồi nè, C4 và kèm cân nặng. Đây chị nhìn cho em này. Nói chung là áo kiểu này bữa nay là nó khan hiếm hàng lắm, nó không có hàng đâu mọi người. Thật sự luôn, nên là các chị tranh thủ cho em áo kiểu nha. Em chị biết rồi, không bao giờ có hàng xấu luôn ha. Chất 100% trong cất cốt tông hàng chuẩn luôn. Áo này cho mọi người, các chị ra ngoài các chị mua cho em là 135.000 cái. Nhưng hàng này em bao hàng xốp cho mọi người luôn. Và em sẽ bao size bé từ 25 cân đổ lên nhá. Tí size nhỏ hơn thì em sẽ lên cho mọi người size nhỏ hơn nhá. Đây, nó từ 23 cân đổ lên, 23 cân cho đến 40 cân đổ lại em bao vừa. Cái này chị lên đơn rồi mà A1 và kèm cân nặng lên dùm em. Mà hôm nay em về cả quần jean cháu chị rất là nhiều luôn. Chị Mimi ơi, cái đấy em lấy theo cân nặng thôi, chứ còn chị chọn màu tối thì em không lấy được đâu chị ơi. Màu đó nó đâu phải là quá sáng đâu mà chị chọn màu thì em không lấy được đâu chị ơi. Rồi chị nào lấy mã này chị lên comment dưới đây là A1 kèm cân nặng tặng cho chị giá 40.000 là một áo luôn. A1 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. Cái mẫu này cho là hình Mickey này, em cho chung là một mẫu A1 luôn đó chị ơi, đỡ phải mất công nhiều mẫu nó lâu. Cái lập thể đấy em không chọn màu đâu, chọn màu thì không thể nào mà chốt được các chị ơi. Không thể nào chọn màu mà chốt được, em lấy chị 3 màu khác nhau là được rồi. Chị nào này A1 chốt A1 kèm cân nặng 40.000 đồng một áo dù em, chất của nó đẹp cực kỳ luôn. 23 cân rồi 40 cân đổ lại em bao vừa cho mọi người A1. Hôm qua các chị hỏi áo kiểu mà không có hàng mà bán luôn đó chị ạ.
không có hàng mà bán, hôm nay mới về thêm nó chỉ được mấy cặp thôi, không có hàng nhiều nữa mọi người, khan hiếm hàng lắm luôn này, áo kiểu khan hiếm hàng lắm luôn chị ạ. Chị mới nhận hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị Trang Khanh nhiều nha. Rồi là A1, chốt A1 giùm em, A1 giùm em là được ha. A1 này cho chị rượu cherry này, các chị ơi đừng chọn màu, mới chọn màu không chốt ở đâu các chị ơi. Thôi chị rượu cherry em chẳng biết màu tối nó màu nào nữa chị ơi, giờ chị chọn màu em chẳng biết đường nào chốt đâu. Các chị thông cảm giùm em, chọn màu em không chốt ở đâu mọi người ơi, giờ các chị bảo màu tối em chẳng biết màu tối là màu nào luôn á. Giờ có đúng bằng này màu, màu này em thấy nó chẳng có màu nào màu tối mà chị chọn màu thì em đến chịu luôn chị ạ. Không chốt được đâu, chị nào chọn màu em bỏ qua nha, thông cảm giùm em đi, không thể chọn nổi luôn. Nhã Uyên 30 cân rồi, Nhã Uyên này. Chị chọn màu em đến bó chiếu nữa các chị ạ, bó tay bó chân luôn rồi. Chị Võ Uyên có A1 này, Nhã Uyên này, C4 26 cân, ok chị Trúc Nguyễn có C4 này. Trúc Nguyễn có C4, ok Trúc Nguyễn có C4 này. A1 2 áo 30 cân, ok chị Huy Trần này. Đẹp lắm mọi người, áo kiểu mọi ngày cháy hàng, có hàng mà bán luôn này. Thiệt, cháy hàng có hàng mà bán luôn đó chị ạ. Đây cái mẫu này nó là, à mà thôi, cái này nó là mã khác đi. Nicky là mã khác, tí thôi chị mã khác luôn. Chị Huy Trần có hai áo A1, chị Huy Trần này. A1 37 cân, chị Kim Ngân một áo này. A1 là 40. Chị Kim Ngân có A1 này. A1 2 cái, 25 2 cái 40, ok chị Tam Tam Nguyễn này. Hai cái 25 cân này. Hai cái 40 cân này. Rồi, Tam Tam Nguyễn 4 áo này, tiếm lên quần để cho quần đẹp luôn ạ. Tam Tam Nguyễn 4 áo nó ghi cái số lượng ở bên ngoài nha. C4 không có 17 cân đâu chị ơi, C4 không có 17 cân đâu. C4 thì Yến Lê này. 30 cân này. Cái gì? Hả? Làm sao? Chị Yến Lê có C4 này. Chị rượu che đi, chị chọn màu tối, em có màu tối để lấy chị ơi. Chị Nguyễn Ngọc Thắng 22 cân, chị chọn màu em chịu chết, em không lấy nổi màu tối đâu chị ơi. Tại vì cái màu này em chả thấy có màu nào màu tối, mà chị comment màu tối thì biết lấy màu tối là màu nào đây. 22 cân, ok chị Ngọc Nguyễn Ngọc Thảo này. Ngọc Nguyễn Thảo này. Bỏ qua chị Mimi lại đi anh ơi. Bỏ chị Mimi ba bộ lập thể đi. Ui dồi, chọn máu cho chọn mẹ nghe. Áo lẻ nhà Trang chất quá đỉnh, em cảm ơn chị Xí Muội nhiều nha. Chị Kiều Vi 27 cân, chị Kiều Vi này. Áo lẻ nó chất đẹp thật sự các chị ơi, em công nhận là áo lẻ nó chất đẹp thật luôn, chất của nó sờ và nó mềm, nó mịn mà nó mát cái tay cực kỳ luôn chị ạ. Chị Kiều Vi có 27 cân, chị Kiều Vi này. Một cái 40 cân, chị Xuyên Mỹ ơi. Đây em tiếp mã này luôn cho mọi người nha, đây các chị ơi. Mẫu này em cho các chị là A1 luôn này, cái này nó cách điệu luôn mọi người, đỡ em mất công hai mẫu là gì cho lỗi anh ơi. Chán ghê luôn. Nhưng đang có mấy cái áo đang không đủ bán, nói vậy thì nói làm gì. Lối Xuyên Mỹ này. Chị Thúy Hằng Thúy 23 cân, ok chị. Đây mọi người nhìn xem cái mẫu này nó như này này, em cho là 1 luôn nhá. Đây là nó như này này, em cho là 1 luôn đi. Thúy Hằng Thúy có A1 này. Rồi ok, rượu cherry nói vậy đi cho dễ lấy chứ chị chọn nó khó lấy lắm. Em màu đẹp dã man cho chị kiểu này này, xinh ơi là xinh luôn. Xinh ơi là xinh luôn. Rượu cherry có hai cái, các chị mua áo kiểu nhà em về các chị à. Huyền luôn á. Ok, rượu cherry có rồi chị ơi. Trinh Huyền có hai cái 23 cân ạ, Trinh Huyền này. Đẹp quá. Đẹp nhất cái nách luôn đó chị ơi. Trinh Huyền có hai cái 23 cân này.
biết chị Trinh Huyền, anh nhớ chị Trinh Huyền lấy chưa? Rồi chị này, A1 chốt A1 nhá. A1 kèm cân nặng giá 40 tiền các chị ơi. Giá là 40.000 đồng một áo cho em nhá. Cái này nó có kiểu Mickey với kiểu cô gái, em cho là một luôn các chị ơi. Màu nào cũng đẹp các chị ơi, màu nào cũng đẹp luôn cho em luôn. A1 nhá, A1 kèm cân nặng lên dùm em. Không, em chỉ có áo đấy thôi, áo này thôi chị ơi. 40.000 một áo, hàng xịn nha, hàng siêu xịn luôn á. Chất mát lạnh luôn cho em, A1 kèm cân nặng. Chị nào này, A1 kèm cân nặng lên dùm em. Rồi mã này chị nào lại vào sau chưa được thì các chị chốt dùm em. Mã này là mã Q1 nhá. Q1 và kèm cân nặng lên dùm em nha mọi người nha. Q1 này. Q1 của em là size 30 cân đổ lại, em bao vừa nhá. Size nó có size từ 10 cân đổ lên. Mà nó có nhiều họa tiết, không phải là một họa tiết đâu, nhưng mà cái kiểu y chang nhau luôn. Q1 này là size từ 10 cân đổ lên cho em, cho đến 30 cân đổ lại, em bao vừa. Cái này em vừa bán vừa tặng cho chị, giá là 40.000 đồng một quần thôi nhá. Chất đẹp lắm luôn cho em luôn mọi người. Chị nào đấy Q1, các chị comment là Q1 và kèm cân nặng lên dùm em. Không có màu nào xấu cả các chị ơi. Màu nào cũng đẹp luôn, giá chỉ có 40.000 đồng một quần nha mọi người. Ai đang xem live chị tương tác bài chấm chấm bài lên dùm em nhá. Đây nhìn cho em này. Mã này là mã Q1 nha. Giá là 40.000 một quần, 30 cân đổ lại. Chị Tam Tam Nguyễn ơi, thật ra 42 cân cũng vẫn vừa luôn chị ạ. Lập thể đùi 41 chị Huy Trần, lập thể đùi gì đây? Đây em đã lên lập thể đùi đâu. Rồi chị nào lấy mã này thì comment là Q1 và kèm cân nặng lên dùm em, giá là 40.000 đồng một quần nhá. Để em xem là còn áo bốn màu không nữa. Chu Lê này. Thu Lê là 35 cân đúng không? 1 nè. Hai này. Chị Thu Lê giờ em còn có 2 áo thôi, 35 cân rồi còn 2 áo thôi chị ạ. Chứ không còn đến 4 áo đâu chị Thu Lê ơi. Lấy A1 2 cái nữa nha em, 42 cân hết rồi chị ơi. Hết rồi, không còn rồi chị ạ. Hết sạch trơn luôn, chả còn cái nào cả. Em chỉ còn 35 cân đổ lại thôi. Q1 2 cái 30 cân, ok chị Huy Trần có 2 cái này. Huy Trần 2 cái. Rồi chị nào đấy Q1 chốt Q1 kèm cân nặng lên dùm em nha mọi người. Q1 giá cho mọi người vừa bán vừa tặng là 40.000, chất dày dạng xịn sò luôn, nhìn cho em này. Đó, sọc tiền cách điệu, hàng mới ra luôn các chị. Hàng mới ra luôn, mới tinh tình tình luôn. Chị mới nhận hàng đẹp quá Trang ơi, phải mịn. Em cảm ơn chị Tuyết Trinh nhiều nha. 31 cân 2 áo, ok chị Thúy Trần không giấu này. Thúy Trần không giấu có 31 cân 2 áo này. Thùy Trần không giấu có 2 áo này. Không chị ơi, quần này 35 cân là không vừa. Tí quần 35 cân nó có quần đùi jean đấy chị ơi. Tí em lên quần đùi jean cho. Ê, em có cả áo kiểu size nhỏ nhá. Chị nào muốn lên size nhỏ hơn thì em lên cho. Hôm nay em về áo kiểu cho chị khá là nhiều đấy. Về nhiều mẫu cho chị luôn. Tại vì hôm qua mấy nay like các chị hỏi áo kiểu nhiều quá, nên hôm nay em săn áo kiểu. A1 2 cái, Q1 2 cái. Chị Yến Lê chị phải kèm cân nặng em mới nhặt được chứ chị ơi. Chị Yến Lê kèm cân nặng đêm nhặt cho. Kèm cân nặng sau nhặt. Đây mã này cho mọi người này các chị ơi, đây lên cho chị mã này này. Nãy giờ nhiều chị hỏi quá. Nãy giờ nhiều chị hỏi quá nên em lên luôn nha. Mà đây số lượng nó còn có nhiêu đây à, nó cũng còn nhiều luôn mọi người ạ. Nó còn ít thôi. Có đồ tay dài thì không Nhân Võ, nay đồ tay dài về toàn hàng đẹp thôi. Em có thì Thái Thị Cầm với đồ 25 cân em rất là nhiều luôn chị ơi, nhiều luôn là đằng khác luôn. Cái gì em cũng có mọi người, tại vì nó không có tương tác nên chưa lên được hàng cho chị thôi. Chứ nhà em thì chị nào tặng 75 sao đây. Chị nào tặng. Em cảm ơn chị Yến Trần nha, tặng 75 sao, cảm ơn chị Yến Trần nhiều nha. Chị Yến Lê 30 cân à. Rồi ok chị Yến Lê 2 quần và 2 áo này. Rồi ok chị Yến Lê này. Rồi ok, Yến Lê có 2 áo và 2 quần. Chị Yến Lê.
Rồi chị nào này lấy cái nào cứ comment cái đấy giúp em nhá, vẫn còn hàng mọi người ạ. Mọi người nhấn chia sẻ like đi giúp em nha. Cái con này nó bán cà phê mà cái nắp nó dở gì đâu, nó không bao giờ nắp được nắp bao giờ. Có chị để tự em xíu. Quy 1 không có 34 cân đâu chị ơi. Chị Trinh Huyền ơi, cái đấy em không chọn được đâu chị Trinh Huyền à, tại vì cái đấy em lấy theo màu ấy chị. Cái gì em cũng có, mọi người chia sẻ like nên dùm em, có cả thế giới cho chị luôn. Đây chị Tuyết Mai ơi, quần là Q1 dùm em 30 cân đổ lại giá là 40.000, xấu cho chị trả lại luôn, nó đẹp dã man luôn. Nay về cho chị một mã quần siêu siêu đẹp mà kiểu mới. Có size từ 10 đến 30 cân ha, 10 đến 30 cân, giá là 40.000 là một quần thôi. Đây lên cho chị một mã này, đẹp chưa chị ơi, C bao nhiêu rồi, lập thể nhá. C5 và kèm cân nặng vải này cho em là vải đẹp, vải xấu cho chị trả lại luôn á. Form này dành cho bé từ 27 cân đổ lên. Nếu mà chị nào thích cho con mặc rộng rãi thì 25 cân đổ lên cho đến 37, 38 cân đổ lại em bao vừa. C5 này giá là 59.000 đồng một bộ cho mọi người. Em bao giá và bao chất cho mọi người luôn. Chị nào lấy C5 chốt C5 nhá. C5 và kèm cân nặng lên dùm em. Đây, lập thể cho em đùi nhá. Đây là lập thể đùi 59k form xe đại. Chị nào lấy mình lên comment là C5 và kèm cân nặng lên giúp em. Mọi người muốn lên size bao nhiêu cân thì mọi người comment nên em lên cho, cứ hết mã này thì em lên mã sau cho. 25 cân các chị thích lên hàng size lên hàng như nào em lên cho. Thích lên bộ dài tay hay bộ ngắn tay, thích lên gì thì các chị phải bảo nhá. C5 30 cân chị Trần Tuyền có luôn. Chị nào có đơn nhớ nhắn tin địa chỉ vào phần tin nhắn giùm em. C5 chị Thái Thị Cầm, 25 cân đúng không chị? 25 cân form này mặc rộng rãi nha, em nói trước nha. Form này là form mặc rộng rãi, không phải form mặc ôm đâu, em nói trước nha, mất công nhận hàng bảo rộng nha. Chị Thái Thị Cầm có C5 cho chị Thái Thị Cầm này. C5 cho chị Huy Trần, 30 cân 2 bộ ok chị này. Huy Trần có C5 này. 30 cân cho Tuyết Vi Phạm có này. Vải đẹp siêu đẹp luôn. Quần lẻ em vừa lên đấy chị Tuyết Mai, chị thích quần lẻ kiểu gì? 2 bộ 37 cân ok chị Kim Ngân này. Chị nào có đơn mình nhớ nhắn tin địa chỉ vào phần tin nhắn giúp em nha mọi người. Kim Ngân có 2 bộ C5 chị Kim Ngân này. 26 cân chị Quyên Nguyễn không giấu này. Quyên Nguyễn không giấu, 30 cân chị Yến Lê này. Quần dài áo lập thể đi á, quần dài áo lập thể em không có chị ạ. C5 30 cân 2 bộ chị Quốc Hải, ok chị Quốc Hải có 2 này. Thêm 2 bộ C5 nha chị. Chị Huy Trần thêm bao nhiêu cân? Chị Yến Lê như là được rồi á chị ơi. Lên đồ lẻ bé trai 25 cân đi em. Ờ hôm nay em có một mã đồ lẻ bé trai đấy, có quần bé trai đẹp lắm nhưng mà áo lại không có, mới chết chứ. 2 bộ 35 cân chị Thu Lê, ok chị Thu Lê có này. Nay em về một mã quần của lẻ của bé trai siêu đẹp luôn đó chị ạ. Tí nữa em lên cho. Chị Thu Lê có 2 bộ chị Thu Lê này. Chị nào mình chưa nhấn theo dõi fanpage thì các chị nhớ nhấn theo dõi fanpage lên dùm em nhá. Em bảo anh xem chị Huy Trần được 2 bộ màu gì, anh không hề xem luôn anh ạ. C5 cho chị Ngọc Hiền 37 cân. Kìa kiểm tra đơn xem tin nhắn gì chị Thảo Mai kìa. Bao nhiêu cân? Không biết cái này có giống không? Hả? Giống không? Màu nó cứ la lá giống nhau chị ơi. Đây lấy chị bộ này này, không giống đúng không?
Màu này có giống không? Màu này có giống không? Ta để ý người ta ngồi ta xem comment của khách này có thời gian ngồi đánh bài nên em chịu anh luôn đấy, khách người ta hỏi cả đống luôn kìa. Bộ em cầm là có 59.000 thôi chị ạ. Em có áo 22 cân nhưng không phải áo crop top nhưng đẹp hơn áo crop top được không? C mấy rồi? C6 kèm cân nặng, còn cái này còn mấy bộ em lên nốt cho chị C6 luôn này. 37 cân đổ lại em bao vừa nha, C6. Giá là 59.000 đồng một bộ cho mọi người luôn. Chị nào mình lấy C6 mình chốt cái này mà C6 và kèm cân nặng đẹp dã man con ngang đúng không chị ơi. Đẹp vô cùng đẹp, nó C6 với lại C5 nó y chang một form luôn. Nhưng mà có điều là kiểu dáng nó y nhau, nó chỉ có khác màu thôi. Thì một cái tạch rồi. C6 và kèm cân nặng 37 cân đổ lại em bao vừa nha mọi người nha. Chắc phải siêu đẹp siêu mê luôn. Có cái gì nhỉ? Thì nó rất liên tục tạch ở trời. C5 cho chị Thảo Mai 35 cân này. C6 25 cân vừa không à, để em xem nào. 25 cân, em nói trước là form này 25 cân là mặc hơi rộng rãi đấy. Nó form mặc rộng rãi, phải form mặc ôm nha, nói trước nha. Cái này 25 cân cái hơi rộng, các chị chốt từ 30 cân đổ lên cho em thì đẹp hơn. 25 cân là hơi rộng đấy chị Nguyễn Thị Kim ơi. C6 cho chị Nguyễn Thúy hết pin này. iPhone. Nguyễn Thúy có C6 này. Chị Ngọc Hiền này. Chị Ngọc Hiền không giàu có này. C6 chị Trần Tuyền 30 cân có này. Chị nào mình chưa theo dõi fanpage thì các chị nhớ nhấn theo dõi fanpage lên dùm em. Em mới nhận hàng rồi nè, chị đẹp lắm, chị cảm ơn Ngọc Mai nhiều nha. Trần Tuyền này. Chị Thái thì cầm gì là rộng cũng được á, rộng đấy chị ơi nha, rộng cũng được đúng không? C6 và kèm, em nói trước mất công về nhận hàng, còn nhiều chị khó chịu lắm. Thùy Trần 31 cân ok, Thùy Trần này. Nhiều chị khó chịu lắm, mua hàng rộng tí không chịu. Cho quay đầu về chết em luôn. Thùy Trần có này, cho chị Trần Bích Chi C6 35 cân này. Trần Bích Chi có C6 này. Có áo lẻ chị ơi. C6 chị Yến Lê hết hàng này, 30 cân này. 13 14 cân em nhiều hàng lắm chị bé Mai ơi. Đây này, 13 14 cân đây nào, em nói đây là cái bá tri ân trên live thôi. Mọi người chia sẻ livestream mọi người chốt hàng sau nha. Tại vì giá này các chị biết thừa là nghe giá này là các chị biết thừa là hàng này không bao giờ có giá này luôn. Mà em chỉ áp dụng trên live thôi. Chị nào lấy mã đấy chị lên comment dưới này, mã C1 em tặng 35.000 đồng một bộ. Đây không phải là giá bán. Em nói thẳng thật sự luôn, không phải giá bán, đây là giá kỷ niệm trên live thôi. Cho khách chia sẻ livestream 10 cân đổ lên cho đến 15 cân đổ lại em bao vừa C1 kèm cân nặng 35.000 đồng một bộ cho mọi người. Hàng này mà xấu em cho chị trả lại luôn. Giá trị bộ đồ này của em là 55.000, không phải là 35.000 nha. Đây này em tặng cho khách ở trên live thôi. C1 kèm cân nặng lên dùm em. Chị Nguyễn Thắm ơi, Nguyễn gì? Chị Nguyễn Thắm em hết rồi chị ạ. 25kg thiếu thì chị ơi, trời ơi có cả thế giới cơ chị ạ. Có cả thế giới cho chị luôn. Nhà em cái gì cũng có. Rồi em lên cho chị một mẫu này nha mọi người nha, lên cho chị một mẫu này này. Trời ơi nó đẹp dã man luôn, form này sẽ từ 20 cân đổ lên. 19 cân không có vừa đâu chị ơi. Cái này em sẽ bao size cho bé là từ 19 cân đổ lên cho đến 27 cân đổ lại em bao vừa, tí từ 27 đến 35 cân thì em sẽ lên hàng khác cho mọi người. Nó đẹp vô cùng đẹp nó chị ơi, mà chất của nó siêu siêu xịn luôn. Siêu siêu xịn mà đẹp dã man cho em chưa? C1 13 cân ok chị, bé 222 này. Khách mới thì kèm số điện thoại lên live dùm em luôn đi mọi người. Khách mới thì kèm luôn số điện thoại trên live dùm em nhá. Chị bé 2 có 13 cân rồi, bé 2. Này. 11 cân rồi, Nguyễn Khanh có này, 35.000 này. Mười cân hai bộ ok thì Quốc Hải có này.
Hải có 10 cân 2 bộ này. 15 cân 2 bộ cho Thúy Hằng Thúy này. Thúy Hằng Thúy có 2 bộ này. C6 em hết rồi chị ơi. Bé 2 có rồi chị ơi. C1 12 cân cho chị Ngọc Hiển 12 cân này. Ok chị Ngọc Hiển có 12 cân này. Thấy đọc comment. Chị Võ Nguyễn Linh Đan ơi, chị có hỏi gì đâu mà đọc comment. Em có bé gái 40 cân chị ơi. Chị Út thôi, từ từ em lên mã để chốt chị Út thôi nha. Sắp lại dùm em cái từ nhỏ đến lớn đấy. Rồi mã này dùm em này mọi người ơi. Lên cho chị mã này nhá. Lên mã nào mọi người chốt mã đấy dùm em ha, cho nó dễ mọi người. C7 đúng không ạ? C7 và kèm cân nặng lên dùm em. Hàng này cho chị kiểm tra. Hàng này xấu cho chị trả lại. Đẹp dã man luôn cho em luôn. Cái này em sẽ bao size bé từ 20 đến 27 cân. Còn từ 27 đến 35 cân thì em sẽ lên mẫu khác chứ không phải là mẫu này nhá. Đẹp dã man luôn. Em tặng 65.000 đồng một bộ luôn. 65.000 đồng một bộ. Mọi người lên comment giúp em mã C7 và kèm cân nặng lên dùm em. Mọi người chia sẻ livestream đẩy view lên dùm em xíu mọi người. Nay lên toàn hàng hot thì mà không lên được comment luôn á. Cái này phải từ 20 cân đổ lên nhá. 20 cân cho em cho đến 27 cân đổ lại. 20 cân là gọi như là mặc rộng luôn đấy các chị ơi, là mặc rộng luôn á. Nhưng mà đồ dài tay các chị mặc rộng cho con trai, người ta mặc chật đồ dài tay hết các chị ạ. Không có thì mình phải mua chật thôi chứ. Có thì chị tội gì mà phải mua chật đúng không ạ? Đó, lên comment dùm em là mã C7 kèm cân nặng 65k cho mọi người. Trời ơi, chất của nó mềm mà nó sướng vô cùng đó mọi người. Chất mềm mà sướng vô cùng sướng luôn. C7 này không có 17 cân đâu chị ơi, nó là size lớn nhá. C7 23 cân một bộ, cây okay, Trinh Huyền một bộ 23 cân. Trinh Huyền có này. Thái Thị Cầm một bộ này, ok chị này. Chị Kim Ngân 26 cân rồi, Kim Ngân. Chất đẹp lắm luôn mọi người ơi, xấu cho chị trả lại luôn á, đẹp lắm luôn á. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái luôn. Trúc Nguyễn 26 cân này, nhà em bán hàng cho chị kiểm tra hàng tẹt ga luôn. Hàng xấu thì các chị khỏi cần phải nhận, mà hàng đẹp thì đừng bom hàng em nha. Trúc Nguyễn này. C7 25 cân cho chị Kim Bảo Ngọc Trương này, các chị lấy vài bộ về mà mặc cho chị ạ. À. Đẹp lắm luôn chất chị. Kim Ngọc Bảo Trương có này. Hai bộ C7. Chị Trần Bích Chi ơi, nếu mà 28 cân thì em không chốt mã này được chị ơi. 28 cân form này mặc hơi chặt, để tí em lên form 28 cân cho. Nó có form hẳn hoi luôn. C1 là 7 ký 2 bộ, chị sóc nhí mới 7 cân không vừa đâu chị ơi. C1 nhá, chị nói C1 chốt C1. Ơ lộ, C mấy? C7 và kèm cân nặng đây dùm em. Nó sẽ có mã đàng hoàng luôn, kéo từ size nhỏ đến size lớn. Mọi khi là cái size đấy em không có bán luôn á, nó không có hàng luôn á. Đây, form to thì chốt mã này cho em. Đây, form to thì chốt mã này dùm em. Eo ơi các chị ơi, nếu mà các chị đi mua bên ngoài cho em mà được bộ này mà y nhà em mà được giá 150.000, em cho không các chị, em không lấy tiền luôn. Mà em khỏi cần phải bán luôn. Tại vì em biết chính xác luôn là hàng này người ta bán, tại vì ở gần em luôn á, em hỏi người ta bán 180.000 đồng một bộ. Là thực tế luôn. Và khách nhà em toàn bộ cái này nó có một chung một giá. Mà khách nhà em người ta mua cũng 180.000 luôn, không bao giờ có dưới. Chị nhìn em form này đẹp chưa. Cái này là sẽ bắt size cho bé từ 28 cân đổ lên nhá. 28 cân đến 35 cân đổ lại em bao vừa. Và hàng này của em nào phải free size. C mấy đâu? C8 và kèm cân nặng lên dùm em. Giá trong này là 69.000 đồng một bộ nhá. 69.000 đồng một bộ nhìn cho em này. Form to hơn, đẹp hơn. Lộn, không có phải là đẹp hơn mà là form to hơn cho em. Chứ là đẹp vải y chang một vải không khác một tí nào luôn nhìn cho em này. Nhức nách đúng không chị ơi? C8 kèm cân nặng 69.000 mà em có ít không có nhiều đâu. Xinh dã man xinh luôn. C7 là 65, C8 là 69. Đúng ra là C7 em bán chị 69.000 luôn á, thật sự luôn á. Tại vì em nhập vào nó cũng ngang ngang giá nhau à. Đẹp chưa nhìn cho em này. Ôi mặc bộ đồ lên nó sang á chị ơi, nó sang mà nó đẹp mà nhìn cho em này. Tay cách điệu này, cách điệu này xinh không? 69.000 một bộ. Mua 3 bộ nhà em mà các chị ra ngoài mua đúng một bộ luôn. Võ Nguyễn Linh Nam ấy, chị hỏi cái gì mà chị cứ không trả lời chị. Có thấy chị hỏi cái gì đâu mà trả lời chị. Chả hỏi cái gì cả, giờ mới nhìn thấy comment, từ nãy giờ nhìn hai comment trả lời cả hai luôn. Chẳng có một comment nào em không trả lời cả. Rồi chị nào lấy lên comment là C8 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. Trời ơi bao giá chị luôn. Chị Quyên Nguyễn. Chị Quyên Nguyên một bộ C8 26 cân. Ok chị này, 26 cân em mặc hơi dài đấy.
Quyên Nguyên có C8 này. Chị nào lấy C8 chốt C8 nhá. Nếu mà em nhìn thấy thì em sẽ trả lời chứ, còn không nhìn thấy thì lấy đâu ra mà trả lời được các chị. Chị ơi em không lên theo yêu cầu đâu chị ơi. Trời đất ơi, mẫu này xong lại đến mẫu khác chị ơi. Em lên theo mã thôi chị ơi. Cho các chị mẫu này không mẫu nào không chịu, bây giờ biết lên mẫu nào. Lên mẫu nào các chị cảm thấy mình chốt được thì mình chốt thôi. Chị em làm sao chạy theo một mình chị được. Không thích đỏ ok thì nhão yên C8 cái gì. Chị Trần Bích Chi có C8 thì Trần Bích Chi này. C8 chị nhão yên một bộ ok chị này. Em lên mọi người cảm thấy ưng ý mẫu nào thì mọi người chốt thôi, chứ không chạy theo các chị đâu mọi người. Nhã Uyên có C8, chị Kim Ngân này, 35 cân này, Kim Ngân này. Bán cho bao nhiêu người, phải bán cho một người nhưng mà chạy theo một người thì các chị. Kim Ngân có C8 này. C8 thì Trâm Thủy một bộ ok chị này. Có 69.000 là một bộ, mọi khi em lên mã này tranh nhau không có hàng mà bán luôn ý. Chị nào mà khách quen nhà em là biết em có nói điêu chị đâu, hàng này không bao giờ có hàng bán luôn. Về bao nhiêu cũng không đủ luôn. Nhung Trịnh này, cái này em nói thật luôn á, em hối nhà may gần chết luôn rồi, may đã kịp hàng rồi mà bán đấy. Không có là không có hàng luôn á. C8 em qua mẫu nhưng còn có mấy bộ nữa thôi. Hôm nào có cái màu này đẹp cứ chị nhìn em này. Mở màu này ra cho chị xem này. Xong mã này em lên cho chị một mã quần jean nhá. Xong mã này lên chị mã quần jean. Ủa cái màu này đẹp quá, chị nào muốn lấy thêm màu này em lấy cho. Màu này đẹp quá, nó sang ghê em. Có chị có nhìn cho em này. Nào đây C8 cho C8. Nhìn đấy các chị, dơ lên màu này mới thấy nó nổi là thấy chưa. Cái màu kia nó ngang ngang nhau nhìn nó không nổi mấy, còn màu này nên nó nổi dã man luôn. 28 đến 35 cân nhá, giá 69.000. Chưa bằng tiền các chị mua cho em một cái áo kiểu ở bên ngoài chợ. Chưa bằng tiền một cái áo kiểu ngoài chợ luôn, mà đây là cả một bộ đồ ngon lành cành đào luôn các chị ơi. Khách nhà em hả, toàn mua 4-5 bộ, có chị mua cả chục bộ về cho con mặc dần luôn á. Đẹp lắm luôn. C8 chị Thanh Hiếu 30 cân này. Chị Thanh Hiếu kèm số điện thoại lên like dùm em. Rồi chị nào lấy C8 cho C8 qua mẫu nhá. Qua mẫu đấy chị ơi. C8 nó kèm cân nặng lên dùm em. Cái mã C này là C nào đây, để lên lại chị nào vào sau chưa được thì chốt. C55.000 nữa. Gì? Lật thể này của em sẽ là mã C4 và kèm cân nặng lên dùm em. Và lưu ý xem là không có chọn màu của chị nhá. Không có chọn màu nhá. Ok chị Hiền Huỳnh này, 30 cân xanh đen. Cái màu em vừa dơ lên đúng không? Xong mà em lên áo lẻ, em lên quần jean tiếp, xong lên đảo nhá, đảo mẫu. Hiền Huỳnh có C8 chạy Hiền Huỳnh này. Bò sữa đùi phía sau chỉ có size nhỏ, còn size lớn nó chị ơi, trượt luôn. Mã này chị lên đơn thôi là mã C mấy? C4 và kèm cân nặng 55.000 đồng một bộ cho mọi người, 20 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa. Toàn bộ 100% cho em là chất lụa hàng cao cấp nha mọi người nhá. Chất lụa hàng cao cấp cho em, rất là đẹp luôn mọi người. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Hàng nhà em nói thật luôn chị luôn là không sợ hàng xấu. Không bao giờ sợ hàng xấu, chị sợ khách bom hàng thôi. Chị nào bom hàng thì chị nào có ý mua hàng không bao giờ. Các chị không, các chị mà phải chê về cái chất nhà em luôn. C4 kèm cân nặng 55k cho mọi người, lập thể cổ tiểu thư cho em, tay dài quần dài nhá. C8 đợi Trần Tuyền ok. Trần Tuyền có C8, thấy cho em dơ màu này lên chị nào cũng phải nghiện đấy chưa. Trần Tuyền có C8 này. C8 cho Phạm Lành một bộ ok, Phạm Lành có này. Phạm Lành có C8 này. 25 cân vừa chị Thái thì cần từ 20. Từ 20 cân cho đến 30 cân cơ mà chị. Xí muội này 30 cân này ok chị này. Còn có mấy bộ em lên nốt cho chị, hàng này em bán hết cả bao nhiêu nghìn hàng luôn rồi chị. Bán hết cả bao nhiêu luôn rồi. Này sai bao nhiêu đây ta? Ý trời. Xí muội một bộ này. C8 chị Trâm Thủy 30 cân. Mọi người chia sẻ like lên dùm em nào mọi người ơi. Chị nào mình đang xem like chia sẻ like, ấn hết nút thích like lên dùm em nào. 35 cân không có C8 chị ơi, 25 cân thì Thái Thị Cầm này. C4 không có 13 cân đâu chị ơi. Kim Bảo Ngọc Trương 25 cân này.
bảo Ngọc Trương này. Bộ tiểu thư có 33 cân đấy chị, em tư vấn 35 cân đổ lại đấy. Trúc Nguyễn 27 cân, ok Trúc Nguyễn này. Chị Nhung Trịnh ơi, chị comment là C4 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. Bò sữa đùi 30 cân lên chưa? Có lên rồi chị ơi, vừa lên rồi, hết rồi. 28 cân chị Trần Bích Chi có này. Hết sức lâu mới thấy chị đẹp là sao? Ủa ngày nào em trả like đây mà này, lâu mới thấy em là sao? Ngày nào cũng like hết, có điều chị không vào thôi chứ. Ô chị nào lấy chốt dùm em là C4 và kèm cân nặng lên dùm em là được nhá. C4 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị Út Thơ nhà em mua hàng có mã chị ơi, chứ chả biết là bộ nào bộ cầm chị ơi. Bộ cầm này thì không có 33 cân đâu chị ơi, có 30 cân đổ lại thôi. Mọi người mua hàng mọi người lên theo mã dùm em, chứ đừng comment là lấy bộ cầm với lấy bộ này với lấy bộ kia là không có lên đơn được nhá. Lên comment dùm em là C4 và kèm cân nặng dùm em. C4 cho em giá là 55.000 ha. Em mới cách ly về, mới về chị thế à chị. C4 này Nhung Trịnh này 30 cân này. Còn mà đi cách ly vẫn xem được mà đâu có sao đâu. Em thấy người ta đi cách ly người ta vẫn cứ xem được like mà. Nhung Trịnh có 30 cân này, Nhung Trịnh này. Ba mươi cân chị Trang Trần có rồi, sao hết 30 cân nữa chị ơi, 30 cân cục cái này lại theo mã dùm ra. Cái mã bò sữa đùi cái vẫn đang còn, nó lại mình lại bỏ hết. Cái mã đấy là mã khác rồi. Trang Trần có chị Trang Trần. Có lên quần rin bé chị ơi. Không vừa đâu chị Kiều Vân ơi. Em hết 30 cân rồi các chị ạ, à, hết 30 cân rồi nhá. Hết 30 cân rồi. Cái quần này chị nào lấy comment là Q1 dùm em nhá, Q1 vẫn còn nhá, Q1 vẫn còn này, giá là 40.000 là một cái đây. Size từ 10 đến 30 cân cho em, nhiều mẫu không chọn mẫu dùm em, chọn theo cân nặng thôi. Q1 và kèm cân nặng lên dùm em ha. Giá là 40.000 đồng một quần cho em ha, 40.000 đồng một quần thì là Q1 chốt Q1. C422 cân cho chị Ngọc Nguyễn Thảo số 1X đi. Hả? Lấy cái bộ xem 1X ra. Em còn một bộ 30 cân nữa, chị nào 30 cân em lấy cho này. Chị Trần Bích Chi có bộ 30 cân, chị Trần Bích Chi nhá, Trần Bích Chi có bộ 30 cân này. Đây, Trần Bích Chi có này. Mới nhận đơn 392 rồi nhé, gái hàng quá ok. Em cảm ơn chị Yên Võ nhiều nha. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Rồi bắt đầu lên tiếp tục cho chị này. À cái beo này còn hai bộ, chị nào lấy beo comment beo luôn dùm em 55.000 nhá. Beo 55k dùm em. Chị nào lấy beo 55 comment beo 55k dùm em. Còn 20 đến 26 cân em bao vừa, còn đúng duy nhất hai bộ không còn hàng. Còn đúng hai bộ cuối cùng thôi, chị nào vượt nhanh thì có mà vượt chậm thì là hết hàng ha. 55.000 cho mọi người, xinh dã man luôn cho em luôn. Bèo 55k rồi đây. Rồi bắt đầu lên cho chị một mã quần jean này. Quần jean áo kiểu này. Lên quần jean trước đi ha, rồi lên áo kiểu sau. Quần jean trước đi rồi sẽ là áo kiểu sau. Quần jean thì sẽ có lên cả size nhỏ lớn và cả size nhỏ. Đẹp chưa chị nhìn cho em này. Không bán thì thôi chứ đã bán là phải bán hàng đẹp chứ không bao giờ bán hàng xấu. Nhưng mà giá thì quá ok cho mọi người. Cái quần jean này thì em sẽ bao size cho bé là sẽ là từ 25 cân đổ lên, 25 cân cho đến khoảng chừng là 32 cân đổ lại em bao vừa nhá. 25 đến 32 cân. Cái này các chị nên comment dưới mã. Beo 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 gì đây. Nhận được đồ rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Suka nhiều nha. Beo 26 cân thì Trang Trần một bộ này. Ok này. Trang Trần một bộ này. Beo chị Thái Thị Cầm này. Hết hàng. Gì?
anh kiếm ngay cái cây viết vào đây, bọn nó không có cây tha cây viết rồi. Này ghi giá 55 nghìn này. Beo hết rồi các chị ơi, còn có hai bộ à. Cái này chị lên comment rồi mã Q2 và kèm cân nặng lên dùm em. Bao cho chị chuẩn là hàng đẹp và loại 1 luôn. Nhìn cho em cái ống là cách điệu này, 45 nghìn đồng một quần. 45 nghìn đồng một quần dùm em, có đúng 4 cái thôi. Có đúng 4 cái không có nhiều nha. Q2 và kèm cân nặng lên dùm em, nhìn cho em đẹp dã man con ngan luôn các chị ơi, đẹp chưa? Chất của nó co giãn 8 chiều luôn, phải là 4 chiều đó chị ơi. Giá cho mọi người là 45k thôi mà có 4 cái chả có nhiều chị ạ. Q2 và kèm cân nặng lên dùm em là được. Beo hết rồi chị ơi, beo hết rồi. Cái này chốt trước cái này đã đi, mọi người chốt trước cái này đã đi để em xem có quần 38 cân thì em lên cho. Chị nào lấy mã này các chị cứ chốt trước dùm em là mã Q2 kèm cân nặng 45k một quần dùm em. Có 45 nghìn là một quần đấy mọi người. Rồi lên cho chị một cái mã này cho em là mã dài tay này mọi người này. Mã dài tay này em không có nhiều, 10 cân đổ lên cho em nhá, 10-12 cân các chị ơi. Q2 3 cân, 2 cân thì thùy trần không giấu này. Thùy trần không giấu có Q2 này. Beo hết chị ơi. Châm thùy 30 cân dậy châm thùy này. Châm thùy có Q2 dậy châm thùy này. Q2 xuyên Mỹ một cái, ok xuyên Mỹ này. Có đồ bé trai 40 cân chị ơi, có nhá. Xuyên Mỹ có Q2 này. Cái này dùm em chị nào size 10 12 cân đổ lại em bao vừa nha, em xả nốt cho chị giá là 40 000 đồng một bộ luôn. Cái này là thanh lý nốt cho mọi là 40 000 đồng một bộ C9 đúng không? C9 mà kèm cân nặng lên dùm em 10 13 cân nhá, 10 cân đến 13 cân em bao vừa. Em thanh lý nốt cho là 40 000 đồng một bộ vải lụa cho em 100% là lụa hàng cao cấp mọi nhá. 100% cho em là lụa hàng cao cấp luôn. 10 cân cho đến 13 cân em bao vừa mà lên comment dùm em là mã C9 và kèm cân nặng lên dùm em. C9. Cái này nếu mà bé nào gọn gọn người thì 14 cân cũng vừa mọi người. Nhưng mà nếu mà bé nào mà không gọn người chị chốt 13 cân đổ lại thôi. Chị Nhật Vi làm sao mà không vừa chị ơi, làm sao mà không vừa chị, nhắn tin vào phần tin nhắn dùm em. Rộng hay là chặt hay là như nào mà không vừa chị. Chị nào lấy mã này comment dùm em là mã C9 và kèm cân nặng lên dùm em nhà nhỉ. Quần đùi em đang cần cầm nó là size từ 25 cho đến 32 cân chị ơi. 25 đến 32 cân nhé, giá là 45 nghìn một quần siêu xịn luôn. C9 12 cân này cho chị Linh Linh 12 cân này. Dài tay bé gái 22 cân em mới lên xong đấy chị ơi. Em mới lên xong đấy. Có lên áo lẻ chứ, có lên áo lẻ nhá. Chị Linh Linh một chị Linh Linh một bộ chạy Linh Linh này. Giá cho mày là 40 nghìn nhá. Chị nào có vấn đề giải quyết về đơn hàng nhắn tin vào phần tin nhắn cho em nhá. Nhắn tin vào phần tin nhắn dùm em. C9 mà kèm cân nặng lên dùm em, 40 nghìn đồng một bộ cho mọi người. Rồi tiếp tục cho chị bạn khác. Đây lên áo lẻ cho chị đây. Áo lẻ này cho em là sẽ là không chọn màu nha. Không chọn kiểu, cái này nó là một kiểu nhưng mà nó sẽ là khác hình mà em sẽ không chọn hình đâu. À, nhìn cho em này đẹp vô cùng đẹp, mọi người nhìn cho em này xinh không? Đấy, chị nhìn cho em này, xinh không? Cái này em sẽ bao size cho bé nó từ 15 cân đổ lên cho em đi mọi người. 15 cân đổ lên cho em. Ui là trời đẹp dã man luôn, chị nhìn cho em này. 15 cân đổ lên cho em nhá, cho đến khoảng chừng là 20 nha. Chặt má thế. 24 cân đổ lại đi mọi người ơi. 15 cân cho đến 24 cân. Cái này chị comment giúp em là mã A2 và kèm cân nặng dùm em 40 nghìn đồng một áo nha. A2 và kèm cân nặng giá là 40k một áo cho mọi người. Đẹp lắm luôn các chị ơi, không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. Nhìn cho em này. Size từ 15 cân đổ lên nhá, 15 cân đổ lên cho đến 24 cân đổ lại dùm em. Mặc phối với quần thì siêu xinh luôn mọi người. A2 và kèm cân nặng. Nó là ngẫu nhiên hình nữa chị ơi, nhìn em kim sa này. Đẹp chưa? 40 nghìn một áo. A2. Còn bộ 30 cân thiếu gì chị? Có quần rin dài cho bé 25 cân không? Em không có chị ơi. Được chị Yên Võ ơi, được nhá. Rồi chị nào lấy A2 chốt A2 và kèm cân nặng lên dùm em. A2 giá kỷ niệm cho mọi người là 40 nghìn đồng một áo. Thì nào lấy chốt dùm em này. Đẹp lắm mọi người, hình của nó này. Siêu siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp lắm mọi người. Cưng dã man thôi, nhìn ra em là xinh không. 40 nghìn đồng một áo. A2 chị Hiền Thị 20 cân này. Chị Hiền Thi có 20 cân dạy Hiền Thi này. 23 cân dạy Trinh Huyền một áo này.
Ok chị Trinh Huyền, quần áo chị Trinh Huyền. Rồi A2 mọi người nhá, A2 và kèm cân nặng lên dùm em. Xinh quá trời xinh luôn, chị nhìn em xinh chưa? Chị Yên Võ chốt đi. Chị Yên Võ ơi, chị chốt tiếp đi. Em lấy vào cho chị rồi đấy. Tại vì hôm qua chị Yên Võ có mỗi cái áo à. Chị xuyên Mỹ A2 một áo 24 cân. Xuyên Mỹ một áo 24 cân. Chị ơi không có chọn màu đâu chị ơi, không chọn màu nha. Chọn màu đó, hàng này chọn màu bó tay không lấy được chị ạ. Hàng này em không chốt theo được tội chọn màu của mọi người đâu, tại vì hàng này nó theo cân nặng mà. Hồi lên nó chỉ một cái áo váy bò này. Váy bò này em có mấy cái, em có nhiều mọi người. Na được mấy cái thì lỗi mẹ mất một cái. Lỗi đường chỉ. Váy bò xinh không? Các chị nhìn xem váy bò này xinh chưa? Đẹp dã man luôn. Cái này em sẽ bao size cho bé là từ 13 cân đổ lên đi ha. Từ 13 cân đổ lên cho em xinh vô cùng, nó là 13 cho đến 13 cân cho đến 18 cân đi mọi người, 13 đến 18 cân nha, 40.000 là một váy dùm em. Comment là V1 40k và kèm cân nặng lên dùm em, không chọn màu nhá. V1 40.000 kèm cân nặng lên dùm em. Alo. Ai vậy? Đúng rồi, nói nhanh lên dùm em đang like chị ơi. Ôi dồi ôi chị ơi, chị chốt trên like đi, em tưởng chị là khách gì cơ. Ủa mua lẻ thì chốt trên like đi chị. Mấy bà này rảnh ghê luôn, mua hàng thì nên mẹ like chốt thì gọi điện hỏi chịu chết luôn. Quỳnh Trang này cứ tưởng là khách, cứ tưởng là cái báo bưu tá báo cáo đơn hàng rồi hỏi chị thì ớn luôn. Mấy bà rảnh thật luôn á, mua hàng thì lên like chốt thì tự nhiên cứ hỏi gọi điện hỏi. Em làm gì có thời gian để mà trả lời tin nhắn. Hai áo 22 cân ok chị Quỳnh Trương này. Quỳnh Trương lên số điện thoại dùm em đi chị ơi. Quỳnh Trương lên số điện thoại dùm em nhá. Chị nào này V1 comment nào V1 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị đó chị đang, bà đó bà đang xem live đó chị ạ. Xem live mà lại không chịu chọn trên live mà lại gọi điện hỏi. Rảnh thật luôn á, thật ai mà rảnh đâu mà ngồi mà lại tư vấn cho bà nó từng size từng cân một nặng một thì em chịu luôn. V1 kèm cân nặng giá 40k một váy cho mọi người. Đẹp, cái mẫu này thì siêu đẹp luôn mà có 40.000 một váy thôi. Nào này V1 chốt V1 dùm em nhá. Nên váy không ai chốt luôn là chị, váy đẹp thế mà ngoài chốt. V1 14 đến 18 cân vừa chị ạ. 14 đến 18 cân vừa ha. Nào này V1 chốt V1 kèm cân nặng lên dùm em. Chị Thúy Hằng Thúy hai áo à. Rồi ok chị Quỳnh Trương lại sai số rồi. Thúy Hằng Thúy này một áo 24, một áo 15. U là trời, cái áo này nó đẹp chưa các chị ơi, nó xuất sắc luôn cho em. Chị nhìn xem này, về nhà bóc cái bóng ở bên. À cái này không phải, cái này nó may trực tiếp vào luôn á. Đẹp thế. Thúy Hằng Thúy này 15 cân và 24 cân. Trời ơi đẹp thế nhỉ, các chị nhìn cho em này. Ô cái áo xong nó xinh dữ rồi trời ơi, nhìn cho em này, nhức nách không các chị ơi, có 40.000 một áo. Nhức cái nách luôn. Cái này móc một cái lên treo mẫu đây cơ. Đẹp quá. Gì? Sao không treo? Câu thỉnh tưng luôn, áo kiểu treo nè, treo mẫu đi. Treo cái móc to nó xong treo được. Nha, đây, treo với cái quần này này. Đó, nguyên đi nguyên bộ, nó treo móc to, đừng treo móc nhỏ. Đẹp quá mà không có size nhỏ tiếc ghê. Chị Tuyết Mai chả hiểu kiểu gì luôn, chị không xem like, chị không xem like à. Em lên hai mã quần luôn rồi mà chị cứ lên xong chị này hỏi là cho xem quần.
Thiệt luôn á, khi nào các chị cảm thấy các chị ngồi một chỗ chị xem được like thì mọi người ngồi xem các chị ạ. Chứ vừa lên xong các chị lại quay lại hỏi là nó lên quần, thế là lúc em lên các chị lại quay lại, các chị lại đi ra ngoài. Xong bắt đầu một hồi nữa lại quay lại hỏi cho xem quần tiếp. Thiệt đó mọi người, khi nào mọi người xác định mọi người muốn chốt thì mọi người xem các chị ơi. Em lên 2 lần luôn rồi đấy. Đây cái má nó cho là áo bò này đẹp chưa? Cưng dã man nó cho em, các chị nhìn xem này. Đằng sau là nó có đan chéo cho em này, kiểu mới nhá, toàn bộ hàng mới hết luôn. Form này dành cho bé khoảng chừng 26 cân, em xem 27 cân vừa không? 26 cân đổ lại em bao vừa, 26 cân là mặc rộng luôn đấy các chị ơi. Mà nó có mấy cái, không có nhiều đâu. A mấy nha. Chị Thanh Vân ơi, chị lên comment giúp em là A2 và kèm cân nặng. Đừng comment là 16 cân hai cái, không lên được đơn đâu chị ơi. Mình mua hàng mình phải có mã thì mới lên đơn được. Em đọc là mã nào thì các chị chốt mã đấy dùm em. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ đi này. A3 nhá. A3 kèm cân nặng giá 40.000 đồng một áo cho mọi người luôn, không chọn màu giúp em nhá. Chỉ chốt theo cân nặng, 26 cân đổ lại em bao vừa, có mấy cái, có nhiều đâu chị. Em có mấy cái, em có nhiều đâu. Chị nào lấy thì mình chốt giúp em là mã A3 và kèm cân nặng lên dùm em. Má hàng nhà Minh Châu này bó tay luôn. Tiếp tục này. A3 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị nói A3, chốt A3 nhìn cho em xinh không? Đằng sau nó đang dây chéo rất là đẹp luôn. Mình mới nhận đồ rồi, ok lắm cha. Em cảm ơn chị Trâm Bích nhiều nha. Thấy chị Thảo lung linh chị ơi. Rồi chị nào này, A3, chốt A3 và kèm cân nặng dùm em. Giá kỷ niệm cho mọi người là 40.000 là một áo, thế rẻ bèo luôn mọi người. Bé trai có áo bò không bạn? Bé trai không có áo bò đâu chị ơi. A3 và kèm cân nặng lên dùm em nha. A3 kim ngần 26 cân này. Ok, kim ngần có 26 cân A3 này. Không có zoom trên tường 18 cân chị ơi, zoom mấy hàng trên tường có size nhỏ thôi, không có size lớn đâu chị ạ. Trên tường chỉ có size nhỏ, không có size lớn đâu ha. Đây để em lên thử quần này xem là size nó có to không. A3 22 cân chị Quỳnh Trương này. Quỳnh Trương một áo cho Quỳnh Trương này. 16 cân chị Nguyễn Thu này. Nguyễn Thu có 16 cân này. V1 15 cân chị Bom Thanh. V1 này là 40.000 Bom Thanh cả. Áo này có mũ sao em hết làm gì còn nữa chị. 26 cân chị Trang Trần. Hôm qua em bán hết làm gì còn thế nào nữa. Trang Trần có 26 cân chị Trang Trần này. Để em xem là có 14 cân không chị Trang Mai ạ. À? Cái này 14 cân mặc hơi rộng chị Trang Mai ơi. Em 14 cân mặc hơi rộng chị Trang Mai ạ. À? Rộng lắm. Rộng mà không đẹp đâu. Có mấy cái mã này chị Trang Mai này. Đây là cái mã này 14 cân thì được này. Đây mấy cái mẫu này chị chốt 14 cân thì được. Đây chị Trang Mai này. Đây nhá. Cái này 14 cân chị chốt 14 cân là được này. Chứ còn cái mã này nếu mà chị chốt đấy thì... Cái mã A2 này chị Trang Mai này, nếu mà một chốt 14 cân thì chị chốt A2 nhá. A2 giá là 40k luôn. Nó cũng cùng một giá một à. Mà không chọn màu đâu, tại vì em lấy cũng như theo cân nặng. Đẹp dã man luôn cho em. Cái này chị Trang Mai này, hai cái đẹp chị Trang Mai. Đúng rồi, áo không chị ơi. A3 một áo 24 cân này, Thúy Hằng Thúy. Form này khá là to. Thúy Hằng Thúy có này. Rồi A3 em còn hai cái nữa. Chị nào này, A3 chốt A3 nha. Giá 40k một áo cho mọi người. A3 và kèm cân nặng lên dùm em. Đây chị Hải Chu này, để em xem nào. Có một cái mẫu này em mới về nào. Cái mẫu này form nhỏ lắm, mà để em xem có 10 cân không. Mẫu này chất xịn cực kỳ luôn ạ. Siêu xịn luôn. Cái mẫu này em mới về thêm đấy. Cái này có 10 cân rồi chị Hải Chu này, có lấy không?
A4 dùm em, chị nào này, A4 chốt A4 dùm em này, đẹp quá. A4 giá 40k, nó chất của nó không đẹp, không lấy tiền cho chị luôn, xinh dã man luôn. A4 này các chị chốt cho em từ 10 cân đổ lên nhá. Đây cái này nhỏ nhất cho em là 10 cân đổ lên này. Cưng dã man luôn các chị ơi, cưng dã man chưa? Em xem 10 thì bao nhiêu cân đây. Chất của nó chất tâm thái cho em siêu siêu đẹp luôn. Cái này chị chốt từ 10 đến 20, 10 đến 10 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 21 cân đổ lại. Nhìn chất cho em này. Chất này. A4 kèm cân nặng 40k nhá, 40k cho mọi người. Hai áo cho chị Ly Khánh này. Ly Khánh có hai áo, ok Ly Khánh này. Ủa Ly Khánh mà là khách quen hay là bà là khách lạ ở đây? Nay đổi ảnh đại diện, có phải Ly Khánh khách quen không? Phải Ly Khánh khách quen không? Đổi ảnh đại diện không biết có phải không biết. A4 chị Hải Thu 5 cái size nhỏ nhất này. Bà đổi ảnh đại diện có biết đâu? Địa chỉ ở đâu? Một, hai, ba, bốn, năm. Ly Khánh ơi, cái này tôi này không có giống đơn sinh đôi đâu bà ơi. Bỏ lại có Ly Khánh đi sao nào, tại vì không có sinh đôi Ly Khánh ạ. Này sinh đôi bó tay hay bà bỏ lại để mà khác đi. Bà này biết ngay là bà là khách quen mà. Không có Ly Khánh ạ, tại vì cái form này nó là form ấy, form nhỡ lắm. Tại vì cái này có mỗi một ri à nên không lấy được. Các bạn để tôi lấy cho người khác nha. Chị Hải Thu này ghi bên ngoài là 5 cái này. Chị Quỳnh Trương này 22 cân một cái này. Form này của em nó là mặc form ôm body nha mọi người nha. Form ôm body nha. Này chị Quỳnh Trương ghi gạch bên ngoài có một cái thôi. C4 là cái gì chị? Hai áo cho chị Thúy Hằng Thúy này. Ồ, đến chị Thúy Hằng Thúy hết à. Hết A4 mọi người ạ. Ui không chọn đâu chị ơi, cái cũng không chọn đâu. Đây lên quần cho mọi người, quần đại cổ nhá. Form này 40 cân đổ lại, em bao vừa em mới về xong này. 40 cân đổ lại vừa luôn. Cái này chị con Q3 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. Q3 và kèm cân nặng giá là 45.000 đồng một quần cho mọi người ha. Q3. Chị nào lấy Q3 chốt Q3 dùm em là được. Cái này chị lấy hai cái em cho hai màu khác nhau, một cái một màu bất kỳ nhá. Sẽ đổ tố võ tố Queen em thề chứ em không thể đi đơn hàng đấy luôn, không biết nó bị lạc đơn không. Võ tố Queen có đơn hàng đấy mà báo bảo lâu lắm rồi mà sao chả thấy đơn hàng, không biết bị lạc đơn không nữa. 249.000. Võ thị tố Queen đúng không? Chị nào lấy mã này comment dùm em là mã Q4 nhá, Q4 kèm cân nặng phong 40 cân em bao vừa cho mọi người. Hết rồi chị Trang Mai ơi, hết rồi. Q3 à? Ủa cái này là Q4 mọi người ơi, cái này là Q4 nhá. Q4 giá mà là 45.000 đồng một quần này, form lạ, form đại nhá. Q4 này form 40 cân đổ lại dùm em. Q mấy? Ủa cái này là Q3 à? Thế Q3 này không có 24 cân đâu chị ơi, Q3 này là size lớn nhá. Không có 24 cân đâu chị ạ. Form này form lớn, tí size nhỏ đem lên hàng khác cho. Chị Nguyễn Cúc để tí chốt mã khác dùm em, chị Thu Lê đi. Hai cái em cho hai kiểu luôn nhá. 45.000 một cái. Thu Lê có một cái, Thu Lê này 45.000 nha mọi người, 45.000 nha. 45.000 là một quần. 45.000 là một quần nhá chị nhá. Q4 đây là size lớn đó chị ạ, đây là size lớn. Đây em lên cho chị một mã này cho em là size nhỏ này, nó có size của nó chị ạ. Rất đẹp cực kỳ luôn. Đây cái mã này cho em là size nhỏ này. Chị Xuyên Mỹ kèm cân nặng lên dùm em chị ơi. Có pyjama 42 cân không cưng? Có chị ơi, em có nhá. Đây siêu xịn luôn cho mọi người luôn. Đẹp dã man, đẹp luôn cho mọi người. Chất siêu xịn luôn. Cái này là em sẽ bao size cho bé khoảng chừng 25 cân đổ lại nhá. Nó có theo mã của nó. Ok chị Xuyên Mỹ này. Chắc bị lạc đơn nên qua có nước khác luôn này quá.
đây mình vừa điện đéo kiểm soát được. Bực ra mình sao có kiểm soát được luôn. Cái này là size cho bé sẽ từ 10 à? Size này sẽ dành cho bé từ 17 cân đổ lên nhá, 17 đến 25 cân mọi người ạ, 17 đến 25 cân. Cái này chị nên comment giúp là mã Q5 đi mọi người, Q5 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. Q5 giá 45.000 luôn. Cái này nó y chang một màu luôn, là chị nào muốn lấy thì chốt là Q5 này, này mà giống nhau, y đúc luôn. Y đúc một màu. Cái màu này nhìn nó sang quá chị ơi, màu này em chưa bán bao giờ mùi. Cái này cái màu gì không biết gọi là màu gì mà sao nó đẹp thế nhỉ, Q5 dùm em. Màu gì không biết mà gọi đẹp quá. Tôi thấy comment của bà và Lê Khánh ơi. Q5 chạy Nguyễn Cúc 23 cân này. Q4 là cái mã vừa rồi đây. Đọc lộn thì là Q4 luôn. Chị Nguyễn Cúc lấy số điện thoại dùm em đi. Hết bà áo rồi, tại bà comment chậm quá, tôi để cho người khác luôn này bà ơi. Ai mà biết được. Mẫu đấy là mẫu gì mà sao tôi cũng không nhớ nữa ta. Tâm hết rồi, Ly Khánh ơi, đem mẫu này này, Ly Khánh này. Mà lấy mẫu này đi, mẫu này đẹp dã man luôn này. Ủa em phối cho chị xem thử nha. Mặc cái này mà không đẹp đây, coi cho con mà không đẹp không xinh thì thôi trả lại cho em. Trời đất ơi, có 85.000 một bộ đồ, nhìn em phối cho chị xem này. U là trời, nó đẹp dã man luôn các chị ơi, sang vô cùng sang luôn, nhìn cho em này. Xinh không? Có 85.000 một bộ đồ thôi mà nó sang như thế này luôn này. Đẹp chưa? Q5 25 cân rồi, kim ngân có. Chất vải đẹp cực kỳ xịn luôn. Chị nào có đơn nhờ nhắn tin địa chỉ vào phần tin nhắn giùm em. Chị kim ngân có Q5 này này, bấm lộn lại lần nữa. Q5 cho chị Man Trần, không giấu 22 cân này. Chị nào khách mới thì lên luôn cái số điện thoại giùm em mọi người. Có đầm 23 cân chứ chị ơi. Ly Khánh có hai quần này, bà lấy hai áo kia nha. Lấy hai áo kia nhá Ly Khánh nhá. Đây tôi cho bà hai quần này này, tôi lấy cho bà hai áo này nhá. Một quần cho Trinh Huyền có. Thế hết thì Hải Chu ạ. Ai mà comment chậm quá. Hai ba cân vừa không chứ. Hết mất tiêu rồi này, hai ba cân không biết có vừa không nữa cơ. Ly Khánh số nào đây? 22 bao nhiêu? 24. Đưa ra Ly Khánh cái này, 24 cho Trinh Huyền đi. Đổi cái 24 cho Trinh Huyền cho Ly Khánh 2 này. A220 ký hai áo cho chị cái màu vào. Thôi các chị ơi, không chọn màu được đâu mọi người ạ. Chọn màu em bó tay mọi người ạ. Q5 mà. Q5 không có size như chị có 20 cân đổ lại chứ Hải Chung có 30 cân đâu chị ơi. Q5 hết size lớn đâu. Ui giời ơi. Hết rồi còn đâu mà lấy. Hết rồi, không biết con hôm qua hôm bữa. Hôm bữa trước cho chị Hải Chung, với chị Hải Chung thì có lấy không? À đây áo trà sữa em còn nè. Áo trà sữa này mới chốt cho chị Hải Chu chị không chịu, nay vẫn đang còn này, để xem nào. Để xem là có còn hai cái không. Áo trà sữa còn đúng một cái hết hàng rồi. Không còn đấy, áo này đi, áo ren này đi là được không? Áo ren này chịu không? Nhằng nhằng quá. Hết còn một cái áo trà sữa đây, chị nào lấy chốt giùm em này. Cái này cái này 15 cân đổ lại chứ 20 cân không vừa luôn ạ. Q5 hết rồi chị Quỳnh Trương, Q5 còn hai cái size nhỏ thôi. Q5 còn 20 cân đổ lại thôi các chị ạ. Q5 em còn 20 cân đổ lại đấy nhá. Áo Q mấy vậy chị Bảo Ngọc Lê? Cái này á chị áo này á chị, áo này á chị Bảo Ngọc Lê, áo này nó nằm A mấy anh? A3 chị Bảo Ngọc Lê, A3 dùm em, A3 đẹp lắm, 40.000 đồng một áo, áo là A3 nhá. Áo là A3 dùm em. Lên bộ, đây nó chị mẫu bộ size lớn. Đây lên chị mẫu bộ pyjama size lớn, chị nào lấy chốt dùm em.
Cái này là size bé từ bán mấy cái này nó lâu, mất thời gian kinh khủng luôn chị ạ. Mất thời gian một cách kinh khủng luôn. A323 cân thì Nguyễn Cúc có này. Chị Nguyễn Cúc lên cái số điện thoại dùm em đi chị ơi. Chị Hoa Khôi lên có đâu, tí em lên mã khác cho. Cái này chị lên comment là C mấy anh? Đẹp chưa? C10 và kèm cân nặng tặng mỗi chị bộ 45.000, không đẹp em lấy tiền cho chị luôn. Form này từ 30 cho đến 43 cân em bao vừa nha, 30 đến 43 cân em bao vừa, C10 và kèm cân nặng dùm em. Chị nào lấy C10 mình chốt cho là mã C10 nhá, đẹp chưa? C10 và kèm cân nặng lên dùm em, C10 và kèm cân nặng. Các chị đừng chọn màu em không chốt đâu mọi người, chốt theo cân nặng chứ đừng chọn màu. Mà mua hàng phải kèm cân nặng ở bên cạnh. Chọn màu không chốt nha, tại vì hàng của em không phải hàng chọn màu đâu. Rồi A3 cho chị bảng hoặc lê hai cái. Biết có còn 23 cân không? Hết 23 cân này. Chị bảng ngọc lê này. Bộ này đẹp lắm nè, chủ chuẩn cho chị Suka, siêu đẹp luôn này. Bảng ngọc lê có hai áo, chị bảng ngọc lê này. Tí em lên quần nữa cho chị bảng ngọc lê ạ. Tí em lên quần cho, còn nhiều quần đẹp lắm. C10 này form 30 đến 43 cân nhá. C10 45.000 một bộ. Trang trần này chất không đẹp không lấy tiền cho chị luôn. Không đẹp không lấy tiền luôn. Bà comment chậm quá đi thôi. Mụ Ly Khánh này, nay mụ comment thì mụ comment lâu chứ mà mọi khi mụ nhanh nhất luôn mà nay mụ comment lâu thế. Ô kiếm cho mẹ này hai cái áo thôi. Này cho Ly Khánh này hai cái áo này. Lấy hai cái áo này nha Ly Khánh nha, đây nha. Cứ chọn màu giống nhau thôi, tôi bó tay tôi không kiếm nổi đâu, hai cái này nó quá đẹp luôn đấy ạ. Chọn cho hai cái này là quá đẹp luôn, cho Ly Khánh hai áo này. Này em không giữ đơn các chị ạ. A322 cân hết rồi sao các chị ơi. Hết 22 cân rồi mọi người ạ, chỉ còn size nhỏ thôi. A3 đến chỉ còn size nhỏ thôi nhá, còn size cho bé khoảng chừng 15 cân đổ lại thôi các chị ạ, 15 cân đổ lại thôi. Em còn dành cho bé 13 đến 15 cân các chị ơi, 13 đến 15 cân thôi. 13 đến 15 cân. C10 cho chị Nguyễn Nương này, 43 cân của Nguyễn Nương này. C10 Nhung Trịnh hai bộ này. Nhung Trịnh hai bộ C10 này. Rồi chị nào lấy C10 chốt C10 kèm cân nặng lên giúp em nhá. C10 và kèm cân nặng lên giùm em là được. Váy Noel này nay em xả tặng nốt này, tặng nốt cho bộ bé một cái váy Noel này, các chị này tặng nốt nhá. Màu cùng là một màu đỏ luôn. Váy này á, số 14 là nhỏ nhất. Váy Noel này các chị ơi, em tặng nốt cho mỗi bé một cái giá 40k mọi người, 45.000 em tặng nốt cho mỗi bé cái 40.000 này, xinh dã man luôn. Form này 23 cân đổ lại em bao vừa nha, 23 cân đổ lại này, mã gì đây? V mấy? V2 à? V2 và kèm cân nặng nhá, 40.000 là một váy dùm em. Form này từ 15 cân đổ lên cho em. 15 cân cho đến 23 24 cân con bé nhìn nhà 24 cân nó vẫn mặc vừa đấy. Váy Noel siêu xinh luôn. V2 nha, chị nói V2 chốt V2. V2 kèm cân nặng lên dùm em. V2 tặng luôn 40k nốt luôn cho hết hàng. Chị Nguyễn Cúc này không lên số điện thoại, em không lên đơn nữa đâu chị ơi, bảo chị lên số điện thoại từ nãy giờ chị chưa lên luôn. Nguyễn Cúc này không lên số điện thoại, em không lên đơn nữa nha. Bảo lên số điện thoại từ nãy giờ luôn là chưa lên luôn á. V2 kèm cân nặng lên dùm em, giá 40k cho mọi người. Váy này váy Noel cho bé mặc đẹp lắm luôn chị ơi. Thằng này V2 chắc V2. Thằng này công nhận bán đồ Noel ế thật. Cái này của em nó là mã Q1 nha, chị nào lấy Q1 chốt Q1 dùm em. Q1 của em là 40.000 là một quần nhá, đủ màu luôn cho em luôn, đủ mẫu luôn. Size bé từ 10 cân đổ lên cho em này, 10 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa. Mã hàng lên đơn giữa mã Q1 và kèm cân nặng giá 40k một bộ một quần cho mọi người. Chị nào này V1, V2 comment V2 dùm em. Mà đang xem live và tương tác lên dùm em các chị ơi, chán thế comment gì đâu.
Bên em có đúng 3 cái váy, 4 cái váy thôi mọi người, không có nhiều đâu nha. 20 cân đổ lại em bao vừa, nhìn cho em này, tay ren cách điệu này. 20 cân đổ lại em bao vừa mã đấy. Chị nên coi bên nào V3 40.000 đồng một váy dùm em nhá. V3 kèm cân nặng 40.000 đồng một váy. Chất đẹp vô cùng luôn ạ. Form này dành cho bé từ 14 cân cho đến 20 cân, tay ren này. 14 đến 20 cân, coi bên nào V3 dùm em. V3 kèm cân nặng. Váy chứ chị Thúy Hằng Thúy. Nó váy này comment là áo. Hôm qua em bảo anh là sắp cái số này ra bên ngoài, không nhìn thấy số mà cũng không sắp được. Có là em bảo anh là sắp cái số ghi ra bên ngoài. Gì đâu mà toàn thấy một số không thì trời. Thúy Hằng Thúy Hoa bạn gạch lấy mất công lại tưởng 22.000. Con này nó chốt đơn chả bao giờ nó thèm nhìn nhìn mã luôn. 15 cân chị Bom Thanh này. Em không gạch số 18 thì nó tưởng là 18.000 với 22.000 đấy. Đâu phải cái nào nó cũng nằm ở sau. Anh cột cái này nè. Anh cột cho em thành 2 bịch đi anh ơi. Cột chung cho em là 2 bịch đi. Phát cột 1 bịch vương. Mỗi lần bốc lên cầm phát cái nó tụt hết xuống bên dưới. Nó như vừa tụt quần. Lên cho chị một cái mã bộ mã quần này nữa, chị nhìn cho em này, đẹp lắm luôn ạ. Thêm một mã quần này cho chị nhá. Đây quần này cho em là form to rồi, mọi người nhìn cho em này. Form này nó cứ từ nhỏ đến lớn này, hình em hình cầu này mà nó có nút quạt khuy luôn này. Cái này cho em là nút nút này gọi là nút để trang trí mọi người, cho nó đẹp thôi này. 30 cân đổ lại em bao vừa nha, form này đến 30 cân đổ lại luôn. Để em xem là size nhỏ nhất của nó bao nhiêu cân, đây nó có cả size nhỏ và size lớn. Hàng đẹp siêu xịn, chất siêu xịn luôn. Form này là dành cho bé phải từ 20 nha. 36 34 30. Form này dành cho bé bèo nhất là phải từ 20 cân đổ lên các chị ơi. 20 cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa nha, quy mấy đây? Quy mấy? Quy 6 và kèm cân nặng 45.000 đồng một quần. Quy 6 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. Chỉ là quy 6 cho quy 6 dùm em. Giá là 45k mà mẫu em có mấy cái, không có nhiều mọi người ạ. Chỉ là quy 6 cho quy 6 và kèm cân nặng lên dùm em là được ha. Quy 6 dùm em 45.000. Ai đang xem live chị chấm chấm bài tương tác lên dùm em với mọi người. Các chị không comment chấm bài tương tác em không like được đâu mọi người ơi. Quy 6 dành Nguyễn Cúc 23 cân, ok chị này. Nguyễn Cúc một quần quy 6 này. Quy 6 và kèm cân nặng nha, chất siêu xịn cho mọi người. Nó chị nhìn xem này, có 45.000 một cái quần. Hàng này các chị ra bên ngoài chị mua cho em 135.000, không bao giờ có dưới luôn. Bảo đảm đó mọi người, quy 6 và kèm cân nặng lên giúp em nha. Có tương tác thì cái gì cũng lên mọi người ạ. Có tương tác là tự khắc cái gì em cũng lên mọi người. Có tương tác là cái gì cũng tự khắc lên luôn. Quy 6 và kèm cân nặng đồ em ngưng quần nhá, không có lên quần đâu. Chị nào lấy chốt em ngưng quần, lên quần ở đâu. Ship đồng giá 30k, chị ơi, chị Hà có 27 cân này. Hết mã này là hết quần, là không còn quần đâu nhá. Các chị không chốt là em không còn quần thì mà cho chị chốt ở đâu. À, võ một quần, quần này xịn đấy nhỉ. Quy
6 và kèm cân nặng lên dùm em rồi qua mẫu. Đem lên lại cho chị một cái mã bộ này size đại nhá, cho chị nào mình, chị nào mình vào xong mình chưa được mình chốt cái mã 69 thì nó là mã nào. C8 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. Cái này là từ 28 cân đổ lên cho em cho đến 35 cân đổ lại, em bao vừa. Mã hàng lên đây giờ C8 giá là 69.000 đồng một bộ dùm em, đẹp chưa chị ơi, như cái nách chưa. Hôm nay em có cả size nhỏ hơn từ 20 cân cho đến 20 đến 26 cân luôn. Có cái này là từ 28 cân cho đến 35 cân. C8 à, C8 kèm cân nặng giá 69.000 nha mọi người nhá, 69.000 đồng một bộ cho em, siêu đẹp luôn mọi người. Một quần 23 cân cho Thúy Hằng Thúy này. C8 và kèm cân nặng lên dùm em. Thúy Hằng Thúy một quần 45.000, ok chị này. Chị nào lấy C8 chút C8 69k nha mọi người nhá, C8 69k. Ok chị Kim Ngân một bộ này, C8. Hàng này bán bên ngoài 180.000 vải lụa, hàng cao cấp đấy. Em nói thật em bán cái bộ này chưa bao, chưa có một chị nào mà chê là bộ này không đẹp hay là bộ này chất xấu hay là này kia, chưa bao giờ có luôn. Bộ này mà các chị không chốt được, kể cả chị nào khó tính nhất cũng phải mê luôn. C8 mà kèm cân nặng lên dùm em ấy, ở C8 chốt C8. Cụ cam bóng đậm không có size lớn chị ơi, có size nhỏ sao mà lên. Size 10 cân đấy chị, là chị lấy thêm lên cho. Chỉ còn đúng một bộ thì chả còn hai bộ luôn. C8 và kèm cân nặng lên dùm em ấy, là C8 tiếp tục. Rồi tiếp tục cho mọi người. Lên cho chị mã lập thể đi. Đây là C bao nhiêu nhỉ? Cái này là C11 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. Form này form to từ 30 đến 42 cân, 45.000 đồng một bộ dùm em. 45.000 đồng một bộ C11 và kèm cân nặng lên dùm em là được nhá. Chị nào lấy C11 cho C11. Cái này lập thể lụa cho em 3D. Ơ lộn, chất lụa cho em phải là 3D mà đây là chất lụa nhá. C11 kèm cân nặng 45.000 dùm em. 30 cho đến 42 cân em bao vừa. C11 và kèm cân nặng lên dùm em, nói C11 cho C11 dùm em. C11 giá là 45k ấy, C11 cho C11 của em. Lên cái mã bộ con bò kia đi anh. Lên cho chị một mã bộ bò này. Bộ bò đây, bên cạnh đây. C11 chạy Nguyễn Nương là 45.000. Chị Nguyễn Nương có này. C11 và kèm cân nặng lên dùm em. C11 chị Thu Lê có hai bộ, ok chị này. Lên cho chị một mã bò đẹp lắm. Đưa dùm cây viết cái. Sao cứ thả cây viết ra ngoài đấy. Lên lập thể lợn sóng quần này. Em không có đâu chị Trinh Nương Nguyên này, hết lâu rồi. Hết lâu rồi, giờ này làm gì còn bộ lập thể này, em hết từ đời nào rồi. Rồi mã này dùm em có chị ơi, lên cho chị một cái mã này này, tay viền cách liệu cho em xinh dã man luôn, đẹp chưa? Bò sữa cho em nhá, quần cho em là quần ngố này. Quần là quần ngố, đẹp chưa? Form này dành cho bé khoảng chừng 20 nhá. 22 cân đổ lại đi, 22 23 cân đổ lại, đến xem size nhỏ nhất của nó bao nhiêu cân nữa. Không là trời cưng dã man luôn các chị ơi. Em không có yếm 28 cân đâu chị ơi, không có yếm 28 cân nhá. Form này dành cho bé từ 15 cân cho đến 22 cân, không có chọn màu giúp em. C bao nhiêu rồi? C12 và kèm cân nặng vừa bán vừa tặng chị 45.000 đồng một bộ. 45.000 đồng một bộ cho em, đẹp dã man luôn. Nguyên một bộ ngố này tặng có 45.000 một bộ, nhìn cho em chất đẹp cực kỳ luôn. C12 và kèm cân nặng lên dùm em, 45k một bộ nhá. 45.000 đồng một bộ, nhìn cho em cái tay của nó có phách điệu cánh tiên này, cách điệu cánh tiên này. Đấy, C12 chút, C12 có mấy bộ thôi. Chị hồi nãy em nhắn tin nhân viên chốt đơn, em không biết nữa chưa, nó trả lời làm sao. 22 cân Nguyễn Cúc có này, đẹp chưa, 45.000 đồng một bộ thôi.
C11 30 cân ok, xí muội có. C8 2 bộ 30 kg. Nhung Trịnh ấy giờ không biết nhớ lại lấy chị hai bộ màu gì mà giờ lấy cho chị nữa không? Nãy không nhớ lấy chị hai bộ màu gì rồi mà giờ mà biết lấy, chị nhớ em lấy chị màu gì rồi không? Rồi chị nào lấy C, chị nào lấy C12 comment là C12 kèm cân nặng nhá, 45.000 là một bộ dùm em. Chị Vân nhà Lê không có 29 cân đâu chị ơi. Không có 29 cân đâu. Rồi ok, Út Hạnh thì chốt đi. Chị Út Hạnh thì chốt đi rồi, C12 chốt C12 dùm em để hôm qua mẫu nhá. C12 kèm cân nặng lên dùm em để hôm qua mẫu nhá, giá cho mọi người là 45.000. C12 dùm em. C12 và kèm cân nặng lên dùm em. Đây mọi người lên lại cho chị mã này nha. C11 ok, chị Út Hạnh có này. Đây nha, em lên lại cho chị cái mẫu này cho chị nào mình vào sau mình chưa được mình chốt này. Cái mã này nó là cái mã đầu của 65.000 đấy, mà mấy mã đầu đầu, mã đầu tiên của nó 65.000 là bao nhiêu? Thật đẹp dã man đồng ở C3 nhân tặng chị 65.000 là một bộ thôi. C3 và kèm cân nặng lên dùm em, form to đẹp động đãi thoải mái luôn nhá, đẹp lắm luôn á. C3 này thì em sẽ bao size bé từ 20 cân, nhưng mà em nói trước là 20 cân là form mặc rộng đấy, tại vì hàng tay dài này cho nên là hàng rộng cũng phải là hàng chật nhá. Từ 20 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 26 cân đổ lại em bao vừa nhá. 20 đến 26 cân giá là 65.000 đồng một bộ. Chị nào mình lấy mã này mình lên comment giúp em là mã C3 và kèm cân nặng lên dùm em, hình con bò sữa chất vải siêu siêu đẹp luôn mọi người. Chất vải đẹp lắm luôn. C12 19 cân ok, chị Văn Nhàn Lê. Anh đưa lại cái cọc bò sữa ấy đây. Chị Văn Nhàn lên một bộ. Chị nào lấy C4 nhá, chị nào mình lấy C4 mình chốt cho nào mã C4 và kèm cân nặng lên dùm em. C4 vừa bán vừa tặng cho mọi người giá là 65.000 là một bộ thôi. Hàng này cho em hàng form size đại một. C4 và kèm cân nặng. Cho mọi người thoát ra vào lại like khác đi các chị ơi. Thoát ra vào lại like khác nhá.